Bà lao vừa vừa đó, lao quá chốc vàng của con nhỏ hết đó. Tôi thấy bà nâng niu cái cúp nó còn hơn bà nâng niu con tám. Chứ sao, đây là thành quả của con trai tôi mà. Đúng rồi, coi như nỗ lực của nó được đền đáp. Ông, con cái mình nó thành công hết rồi, tôi thấy mãn nguyện trong lòng lắm. Bà nói tôi thấy cũng đúng. Con Sáu đi làm nước ngoài, mình cũng hãnh diện với xóm làng. Thằng Bãi thì có vợ có con, cũng có nhà cửa, cơ ngơi sự nghiệp đâu ra đó. Thằng Tám thì cũng thành công trong công việc. Nghĩ lại, vợ chồng mình cũng có phước quá ông ha. Thì do tôi với bà ăn ở, thì giờ con cái nó hưởng. Tôi á, giờ tôi chỉ còn có một điều ước thôi, mà không biết là có thực hiện được hay không. Tôi biết bà ước gì rồi, trọn đời bên anh phải không anh? Mơ đi lúa. Không dâm xí đâu, bà nói vậy thôi chứ trong lòng bà tôi là số một nè. Đi một bữa là điện liền mà, biết ngay. Không biết tôi đang ước gì không? Bà ước cái gì? Vì tôi coi trong phim á, tuyết rơi nó lãng mạn quá, tôi chưa bao giờ được ngắm tuyết. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ vậy đó, mà cả đời tôi tới giờ này tôi cũng chưa được thấy một lần luôn á. Muốn thấy không? Muốn chứ. Tôi dẫn cho bà đi thấy. Chắc không? Để tôi coi cái tour du lịch nào đi nước ngoài đó, tôi dẫn cho bà đi một lần. Đi Hàn Quốc á, tiếc cho bà thấy nhóc luôn. Trời ơi, nhớ nha, hứa nha. Đứa nào nói láo, không còn cái răng ăn cháo. Tình hình chợ bữa nay cũng đông dữ hen. Ủa mà bà có mệt chưa? Mệt gì mệt, đi hoài quen rồi mệt gì. Trời ơi, nếu mà tôi mệt thì nghỉ chút xíu. Trời ơi, là không mệt mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại kìa. Nè, thôi chậm mồ hôi đi. Thấy không, có tôi đi chợ gì cũng đỡ lắm chứ phụ. À ông, tôi nhớ hình như tháng này tôi chưa đưa tiền cho ông đúng không? Ừ, nhưng mà thôi kệ, từ từ đưa cũng được. Từ từ gì mà từ từ, rủi ông ra đường bất tử rồi tiền đâu ông xài. Ờ, em nhớ thì lát đưa luôn cũng được. Tôi tính á, tháng này á, sẽ lên lương cho ông. Chèn ơi, tự nhiêu nay lên lương tôi. Chứ ông thấy bây giờ vật giá cái gì cũng lên hết trơn á. Vậy lên lương cho ông mới đủ xài chứ, đúng không? Vậy cũng được. Ủa? Ủa? Chào anh Xui. Chị Xui đâu sớm vậy? Dạ. Đi chợ với bà. Trời đất ơi. Dạ. Cỡ này đi chợ chung với bà nữa. Dạ. Chuyện lạ nghe. Anh biết không, lúc đầu tôi cũng ghét đi chợ lắm, mà đi riết làm như thấy cũng vui cũng hay hay. Trời ơi, chơi hơn ở nhà ra vô ngoài cũng chán. Chà, thấy vợ chồng hạnh phúc quá ha. Chúc mừng mau có em bé nghe. Xui này chọc hoài. Còn anh Xui nè, anh cũng về nhà rủ chị Xui đi chợ chung đi. Hai vợ chồng á mà làm chung cái chuyện gì á, anh thấy nó cũng hay hay đó anh. Tự nhiên hồi nào giờ không có rủ, giờ tự nhiên rủ đi chợ, ngại quá. Bà anh Xui biết không, bây giờ á, tôi muốn gì bà cũng chịu hết trơn trọi á. Vậy đó hả? Bây giờ dù như bữa nay nè, tự nhiên lên lương với tôi đánh. Trời đất ơi, mà trong nhà giờ nó vui gì đâu à. Ông nói lén gì tôi với anh Xui vậy? Trời ơi, nói lén gì đâu, tôi đang nói với anh Xui là phụ vợ giống như tôi, phụ bà vậy đó. Thôi, anh từ từ suy nghĩ ha. Vợ chồng đi trước nha. Về trước nha anh Xui. Chúc hạnh phúc nha. Dạ. Vợ chồng già bây giờ làm cái kiểu này giống như mới cưới ha. Đi ông. Trà tôi mới pha còn nóng nguyên á, uống đi cho nó ngon.
công việc nhà bà làm hết rồi, giờ phụ bà gì vậy trời. Chà, ôi thơm quá. Dừng tay. Gì vậy? Để tôi gọt cho. Tôi đang làm mà. Đó, bà ngồi yên đi. Để tôi gọt cho bà ăn. Bà không có làm cái gì động móng tay chứ á. Lạ lắm nghe. Để tôi gọt cũng được chứ gì mà dành dữ hả? Bà không có làm, để tôi làm, tôi gọt cho bà ăn. Ông á, mấy kỳ á, mà tôi gọt trái cây mà hơi chậm, không kịp ông ăn, ông cũng la nữa. Bây giờ nó dành gọt luôn kìa. Bữa gì bữa khác chứ. Mà khác cũng khác vừa thôi, này khác quá. Ngồi đó đi, để nó gọt xong rồi đứa chăng. À. À gì? À. Cái gì tự nhiên a? À? Thì a à đi. A. À... Đó. Thấy không? Ngon không? Hỏi chín mục luôn á, thơm quá. Bà nấu cơm chưa? Chưa. Khỏi nấu. Sao khỏi nấu? Bộ ăn cơm tiệm hả? Ăn cơm tiệm sao ngon? Để chút tôi nấu cho bà. Trời đất. Sao con? Tí gặn con đem qua nè. Cảm ơn con nghe. Dạ. Cũng nhờ con tìm hiểu mấy thứ này chứ tí không có rành. Dạ. Đẹp lắm á, toàn hạng xịn không á. Tí coi đi. Tí. Hả? Tí tính làm cho má bất ngờ hả tí? Ừ. Con đoán chắc á là má sẽ vui lắm luôn á. Bất ngờ vậy đó, để cho bà vui. Dạ. Nhớ nghe, đừng cho bà biết số tiền. Bà biết được số tiền bà sốt ruột. Dạ. Chúc tía thành công mỹ mãn. Rồi. Con đi về nghe. Ừ. Nè. Dạ. Đi đứng cẩn thận nghe con. Dạ tía, con về nghe. Ừ. Trời, tôi làm chưa? Gì á, tôi làm sắp xong rồi. Bà ngồi đó đi, không có làm cái gì, không có làm. Bà cái chuyện này để tôi làm cái ghẹp này xong à. Trời ơi, gì? Gì đâu. Nè. Cái gì á? Coi đi rồi biết, hỏi gì. Úi trời, mỹ phẩm. Chị ơi, nè. Kem nè, kem dưỡng da nè. Ừ. Trời ơi, nhiều dữ vậy. Đi nữa nè. Chàng ơi, quá trời luôn. Nữa nè. Ông mua hả? Ủa, chỉ cho bà nghĩ ai mua? Cảm ơn nghe. Mát quá ông ơi. Thơm nữa. Trời ơi, thơm lắm luôn á. Thích không? Thích. Bà cái sức thoải mái đi. Chừng nào hết, anh mua nữa cho. Tía. Ừ. Ủa, tía đang coi gì vậy? Tía đang kiếm cái tour du lịch. Kiếm cho ai tía? Tao với má mày chứ ai. Ủa, tía má tao đi du lịch hả? Ừ. Bà muốn ngắm tuyết. Tính dẫn bà đi Hàn Quốc chuyến thì cho bà ngắm bà cái tuyết. Ôi ôi, tía này chơi sọp dữ nha. Sọp chứ. Hmm. Tiền nhiều mà, để làm gì.
con biết công ty du lịch nào tốt không? Kiếm cho Tía coi. Dạ, để xíu nữa con vô con coi có ai quen không con hỏi cho. Ừ. Mà Tía má tính chừng nào đi? Chừng nào mới có tuyết? Tuyết thì thường nó mùa đông, khoảng mấy tháng cuối năm á Tía. Trời đất ơi, mới qua Tết, chờ tới đó biết chừng nào? Thì bởi vậy bây giờ mới có đầu năm mà. Thôi, giờ muốn ngắm liền thì chỉ còn băng đăng đầm sen thôi. Cái gì vậy? Ngồi đi. Tôi dọn cho. Để tôi. Làm gì vậy? Để đó, chút tôi ra rửa nha. Còn không là để thằng Tám vậy rửa. Bà từ đây sắp tới không có làm động ngón tay gì chứ. Thế rồi công chuyện nhà ông dành mần hết rồi, giờ tôi biết mần gì vậy giờ? Bà giờ chỉ có trách nhiệm là mần vợ thôi. Mần vợ của hai lúa thôi. Nghe không? Khỏi cần làm gì chứ. Cứ hưởng thụ. Nghe không? Nè. Gì vậy? Vé đi băng đăng. Ừ. Mùa này Hàn Quốc không có tuyết. Đi băng đăng đỡ đi. Thôi, không đi băng đăng đâu, muốn đi Hàn Quốc. Hàn Quốc nó chưa có tuyết. Không thích băng đăng. Vậy tôi chở bà đi phượt nha. Thích đi Hàn Quốc. Rồi, xong luôn. Con, đồ bì sách gì nặng vậy? Dạ, dạ má con mới qua. Ừ. Con có mua ít trái cây tặng qua biếu Tía má để cúng rằm. Sao để má tự mua được rồi? Ừ rồi thôi, lỡ rồi để chút rồi má thắp hương luôn. Dạ, vì con thấy trái cây ngon quá nên con mua luôn. Nè, uống miếng nước đây nè. Dạ. Má bị sao vậy má? Không biết sao mà mặc cái áo khó chịu quá. Được. Má. Ừ? Má xoay người cho con coi cái bắp tay của má đi. Má lên ký rồi đó. Con thấy bắp tay má bự lên rồi đó. Đó, chật cái cứng cái áo kìa. Thiệt hả? Dạ, cái bụng cũng vậy kìa. Trời đất ơi. Hèn chi, hổm ra giờ mặc cái áo nào mà không thấy nó làm sao, nó khó chịu quá mà. Lên ký hả? Dạ lên ký. Chết rồi, để má đi cân thử. À! Trời ơi con ơi. Dạ, sao má? Trời ơi, lên tới 3 kg lận. Chàng ơi, trời mới làm con hết hồn. Mập dữ lắm hả? Mập dữ lắm thì cũng đúng, nhưng mà nhìn má tròn tròn con thấy má dễ thương. Tại Tía bay á. Sao má? Ổng á dành mần hết công chuyện nhà, không cho má mận gì hết trơn á. Bởi vậy chỉ có ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Lên ký sao được? Đâu, con thấy má lên ký vậy á, nhìn má dễ thương mà. Này nó có nồng nồng hả nè. Ôi ơi trời, mà ngáp hoài mà sao ngủ không được, kỳ ghê lắm. Chịu gì đâu.
Ờ, chị Xui hả? Ngủ chưa? Ờ, bị gì tôi khó ngủ quá làm phiền chị. Thôi chị ngủ tiếp đi. Nửa đêm nửa hôm bà còn điện thoại cho ai nữa hả? Giờ này biết mấy giờ không? Làm phiền người ta không à? Ủa ông sao vậy? Sao cô không ngủ ra đây? Có ngủ nghe gì được đâu. Nằm nhắm mắt để đó thôi. Lăn qua lăn lại hai cái tay dở không lên. Thiệt tình á, tôi gọi cho chị Xui. Tôi cũng ngủ không được nè. Nhất mình nhất máy ghê luôn á. Ê ẩm hết trơn. Giờ còn thêm cái bệnh mất ngủ nữa. Không biết làm sao luôn á. Cái gì mà tai nó nhức ngủ không được. Ây da. Trời ơi trời. Người cứ bần thần khó chịu quá. Ôi trời ơi. Ôi da. Sao mỏi đau nhức dữ vậy trời. Tay chân dở không có lên nổi. Ê, trời, trời, trời. Ông bị sao đó? Ngủ rất cái gì sao mình mấy nó nhức quá trời. Bà sao vậy? Tôi cũng vậy nè. Sao ngủ sao mà giờ vậy? Ê ẩm hết trơn à. Chắc bà nằm ở gối cao chứ gì. Đâu có. Thì cũng như thường ngày thôi chứ cao gì. Ủa, tia má bị gì vậy? Nhất mình. Hai người nhất lượt một luôn hả? Ờ. Kỳ vậy ta. Tự nhiên, trời, chết rồi. Tự nhiên, tía má bị nhất mà nhất lượt một vậy là nguy hiểm lắm. Thôi, để con vô thay đồ, con chở tía má đi bác sĩ nha. Thôi khỏi, để má bóp dầu hết chứ gì. Lâu lâu nó bị nhất lần vậy, thay dầu với bóp nó hết chứ gì đâu bác sĩ. Nhưng mà trở trời tía má đau nhất lượt một vậy nguy hiểm lắm. Thôi nghe con đi, con chở đi nha. Ý bà sao? Ý không sao. Đi đi. 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 Má. Má con mới qua. Sao vậy má? Sao vậy má? Trời ơi, tao nói uống thuốc hoài nó ngán mà cái viên thuốc khó uống gì đâu luôn á. Trời ơi. Ủa rồi tía đâu má? Tía ổng đi họp trên xã. À, hồi nãy á con có đi chợ, con mua được con cá lóc nè. Đó, thấy ngon không? Trời ơi, nhìn cá lóc thấy đã quá ha. Dạ, cái này ha mà kho tộ là ngon hết sảy luôn. Thôi, cảm ơn con. Dạ. Thì sao con thấy má nhức mỏi hoài vậy? Nhức hoài, uống thuốc mà không thấy hết vậy trơn con ơi. Rồi tía uống có hết không má? Ổng cũng y chang má à. Hai người uống hết luôn. Ờ, uống rồi nó đỡ lúc đó rồi, xong rồi nó cũng y chang vậy à. Có một căn à. Vậy má, gì má đem vô má kho nha. Ừ, ngon quá. Vậy thôi con đi về, con nấu cơm cho anh Bảy. Ừ, cảm ơn con nha. Dạ. Em má con về. Ừ. Chà. Nhìn con cá lóc này thấy ngon quá hen. Này nấu cháo chắc ngon dữ à. Hổm rà giờ. Ông dành công chuyện ông làm hết trơn à. Bữa nay ông đi họp rồi. Mình làm mới được. Ây da. Ủa? Về rồi hả? Ngồi ăn luôn. Chà. Bữa nay cháo cá lóc đồng ăn với rau đắng đồ ngon nha. Ngon không? Ừ.
Tao nói sớm mơ á, con nhái á, nó đem cá lóc qua. Tôi thấy ngon quá, cái tự nhiên thấy thèm cháo cá nên nấu luôn nè. Không, để tôi về tôi làm cho. Dặn rồi đừng có làm gì. Thôi, ai rảnh làm không được. Làm quen rồi, không làm cái nhất mình nhất mấy, khó chịu. Ngon ha. Ngon ha. Ngon. Ăn đi. Để bên này, để tuốt bên kia ai đâu mà ăn. Chà, màu nước trà đẹp quá ông ha. Uống thử coi ngon không. Ngon không? Ngon nha. Dạ. Danh nó mua đợt trà kỳ này dễ bán uống được nè. Đợt trước uống gì đâu nghe mùi đậu không. Được ha. Được á. Ngon nè. Sáng sớm quất cốc trà thấy nó tỉnh là nghe. Thơm quá ông ơi. Bà bữa nay tôi nhìn bà nghe, tôi thấy khỏe khoắn nghe, phấn chấn nghe, vui vẻ nghe. Nhìn tươi tỉnh lắm hả? Ờ, tươi tỉnh lắm à. Biết sao không? Sao? Trời ơi, đêm qua tôi ngủ ngon quá. Quất một cái một hơi tới sáng luôn. Vậy đó hả? Trời ơi, sáng dậy xong người nó khỏe re mà nó không ê ẩm gì chút nào luôn ơi. Hết đau nhất rồi nè. Ừ, tôi cũng vậy đó bà. Hôm sau ngủ giấc thức dậy sáng tay chân rồi nó không có nhức như mỗi bữa. Kỳ vậy ta. Tôi biết lý do rồi. Hôm rà giờ không phải vợ chồng mình bị bệnh tật gì đâu. Vậy chứ bị gì? Tại hai đứa mình đó. Sao tại gì đó, tại tôi? Tại vì á là hôm rà giờ á, ông dành ông mần hết công chuyện của tôi à. Đó, tôi không làm gì hết. Cho nên á là nó ở không á, cái nó trở nên nhất mình nhất mấy vậy đó. Còn tôi? Còn ông thì ngược lại. Làm sao? Bởi vì hồi nào tới giờ á, ông ít mần công chuyện nhà. Đó, rồi giờ ông làm nhiều quá, cho nên nó mới bị nhất. Tôi nè, cũng vậy. Mần quen mà nghĩ không quen. Đó, cho nên ở không vài bữa là tôi nói ê ẩm hết trơn hết trời. Đúng rồi. Hèn chi hôm đó nay ba việc nhà tôi làm không. Vậy từ đây sắp tới, công việc nhà tôi giao cho bà hết luôn nha. Tôi khỏi làm nha. Để là tôi làm hết cho. Người ngộ thiệt, sung sướng không muốn, muốn cực khổ. Vậy đó, sứ mệnh của tôi á là hầu chồng, chăm con. Vậy mà tôi thích. Thích hả? À, thích thì chịu. Sao trong tiềm thức mình thấy quên quên cái gì ta? Đầu với chả ốc. Đi đẻ mà quên mang đồ em bé. Được rồi, đi, để, em từ từ, không có gì phải vội. Bây giờ để anh đem đồ ra xe trước, rồi anh vô anh dìu em đi. Từ từ, không gì vội vàng, không gì gấp, nghe chưa? Anh! Hả? Trời ơi trời. Cái gì? Cái gì vậy? Đi đẻ. Ai đẻ? Thì em đẻ chứ ai? Em đẻ hồi nào? Ủa, sao chuẩn bị đồ đạc nè? Ông ơi là ông, tôi rảnh quá mà. Tôi lấy đồ em bé này nè, tôi bỏ trong cái giỏ này nè. Bữa nữa mà tôi đau đẻ là anh vô anh xách cái giỏ đi thôi, anh khỏi quên gì hết. Chứ ai nói đẻ? Tại thấy đồ em bé tưởng đâu em đau bụng rồi xin anh. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Vậy anh phụ em à. Ủa anh, thằng Cóc có trên trường sao rồi? Trời ơi,
mới vừa vô trường là nó chạy ào 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 vô chơi với bạn bè, nó quên anh luôn. Vậy hả? Ừ, nó ham đi học dễ sợ luôn nha. Vậy cũng đỡ. Bà, con nhái gần tới nhà xanh chưa vậy? Mà sao nó mang bầu lâu như vậy rồi mà chưa thấy đẻ? Theo dự tính á, thì đã lố nhiều ngày rồi. Vậy mà chưa thấy cái dấu hiệu gì mà sanh nở. Nó mang bầu trước con gái bà Tám cả tháng luôn. Mà cháu ngoại bà Tám bữa nay nó khóc que que mấy bữa rồi. Mà con nhái vẫn im ru, chưa thấy động tĩnh gì hết trơn. Trời, có khi nào mà nó tính sai không? Cho nên nó mới lâu như vậy. Thì tôi cũng hỏi nó y như ông vậy đó. Thì nó nói là bác sĩ dự đoán là đúng y như vậy đó. Mà giờ tôi cũng không biết làm sao. Với lại tôi nghĩ nó cũng có sanh một lần rồi. Thành ra làm sao mà nó tính sai được ông? Biết đâu lần này nó tính trời tính đất làm sao đó. Mấy ngày nay đó, bà phải thường xuyên bển. Canh dựng nhỏ, canh nó đau bụng là bà kêu xe chở đi liền. Còn mấy cò đi làm tối ngày, có mình nhỏ nhà. Rủi mà nó đau bụng bất tử rồi không có ai ở nhà là không được à? Tôi biết rồi. Ừ. Lấy con ly phê đá của Hồng ơi. Ơi, có tin gì chưa? Tin gì? Hai nhái á. Hai nhái sao? Thì mày có tin là nó có gì dấu hiệu gì xanh chưa? Chưa. Con đâu nghe nói gì xanh đẻ đâu. Ủa mà cái vụ hai nhái xanh cô muốn biết cô hỏi bị cò cho hỏi con chi? Thì tao thấy chuyện gì hỏi mày là biết hết à. Trời ơi. Mà sao kỳ vậy ta? Theo như cô Hồng tính á, từng ngày từng giờ là hôm nay là cũng phải tới cửa sanh rồi. Mà sao kỳ quá vậy ta? Gì hả? À, sao vậy? Cô biết rồi. Sao sao? Tại bé nó chưa chịu ra. Bởi vậy mấy ngày hôm nay á, anh hai luôn qua đây uống cà phê. Anh rầu dữ lắm. Ủa cô Hồng, buồn nhà chú hai có chuyện gì sao chú hai rầu vậy? Thì ba chuyện con cháu đó. Làm sao? Thì tới ngày sanh rồi mà sao con hai nhái nó chưa đi sanh? Trời ơi, cái chuyện nó có gì đâu gậu. Sanh từ từ sanh, gấp gáp gì. Ví dụ nay không sanh thì mới sanh, mới không sanh mốt sanh, tháng này không sanh tháng sau sanh, có gì đâu. Mày không có biết gì hết trơn á. Chuyện người lớn mày cũng không biết được đâu. Cỡ tuổi chú hai á, bây giờ ông lớn tuổi rồi. Mà cái tuổi đó không nói trước được đâu nha. Nhiều khi tối ngủ ha, sáng á không có dậy không chừng luôn đó. Có phải rầu không? Chết rồi. Cô nói con mới để ý nghe. Giờ thí dụ lỡ xui xui mà chú hai ông đi bán muối trước khi thằng nhỏ ra đời, rồi mai mốt người ta làm đám giỗ, chú hai về hưởng hương hưởng qua, người đâu biết mặt đứa nào là đứa nào đâu. Thấy chưa, mày thấy tao lo đúng không? Tao có chết. Sai chết rồi. Tự nhiên con gầu quá, gầu giùm chú hai á. Sao con nhái này á, nó không đi sanh đi, để cho anh hai anh mãn nguyện ta. Em sao rồi? Có thấy đau bụng gì không? Không có chút xíu gì của dấu hiệu sanh luôn hả? Còn con ơi, mau ra chào đời đi. Ra đây để cho tía ẩm bồng dẫn con đi chơi. Chứ con ở trong bụng má hoài, quậy má, má chịu sao nổi. Không, con không chịu đâu. Con thích ở trong bụng của má hơn. Ở trong đây con được má yêu thương, chăm sóc và đùm bọc con chứ tía. Con ra ngoài này đi, tía hứa tía sẽ đùm bọc con suốt cả cuộc đời luôn, giống như là má đang đùm bọc con vậy đó. Mà quan trọng hơn nha, tía sẽ thương con hơn má là gấp trăm ngàn lần luôn á. Nè, chưa gì hết nha, mà em thấy anh là có mầm mống thiên vị ở đây rồi đó.
Vậy là con nhái cũng vẫn chưa có dấu hiệu gì sanh nở hết hả con? Dạ chưa má. À, hồi sáng này nè, con gặp bà Bảy, rồi cái cho bà Bảy quá giang, bà mới nói con vậy nè má. Cho tới bây giờ hai nhái vợ mày nó chưa có dấu hiệu sanh, tao nghi á là nó bị chữa trâu đó nghe. Ủa, bị chữa trâu là sao bà Bảy? Thì con người ta đó mang thai là 9 tháng 10 ngày. Dạ đúng rồi. Còn con vợ của mày á, nó mang thai hoài, quá ngày quá tháng mà nó không chịu đẻ. Dạ. Thì cái thời gian nó mang thai á, gần bằng cái thời gian con trâu nó mang thai, người ta gọi là chữa trâu đó. Ủa, mà sao bị chữa trâu bà Bảy? Thì trong thời gian có chữa đó, nó đi làm ruộng hay làm vườn gì đó, nó đạp nhầm cái lỗ chân trâu thì bị chữa trâu. Hay là nó đi đâu đó đó rồi gặp con trâu quất cái đuôi ngang bụng thì cũng là bị chữa trâu. Làm gì có. Trời ơi, thời buổi này kiếm một hai con trâu cũng hơi khó, nó chi là đi ngang bị trâu quất đuôi vô bụng. Thì ông bà của mình ngày xưa nói như vậy đó, bà Bảy kể cho bay nghe vậy thôi. Nhưng mà nói vậy là vợ con bị chữa trâu thiệt hả bà Bảy? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Mà nè, chữa trâu tới 12 tháng mới đẻ đó nghe. Dữ vậy? Đó là ít đó, có người mang thai tới 24 tháng mới chịu đẻ đó. Trời! Bà Bảy, bà nói vậy là cũng có lý đó. Rồi bà Bảy còn nói con nha, là tìm cái cách gì đi cho hai nhái nó đẻ, chứ để lâu quá là không có tốt cho em bé. Thì đúng rồi, mang thai á là phải sanh nở đúng ngày đúng tháng nó mới tốt, chứ còn sớm quá thì cũng không được, mà để trễ quá thì cũng không nên. Hôm là giờ má cũng có nghĩ tới cái chuyện chữa trâu đó. Ủa vậy hả má? Ờ, nhưng mà nghĩ để trong bụng thôi à, không có dám nói ra. Ủa sao vậy? Thì sợ nói ra rồi lỡ mà thiệt như vậy á thì khổ con dâu rồi khổ cháu mình. Rồi giờ lỡ mà vợ con nó bị chữa trâu vậy rồi giờ tính sao má? Dạ má mới qua. Ờ, nấu cơm hả con? Dạ con nấu cơm chờ chồng con về ăn luôn. Ờ. Hổm á, má có biểu con đi xin gạo về ăn cho mau đẻ, rồi con có mừng chưa? Dạ rồi má. Vậy rồi thấy sao? Thấy nó có đau bụng hay là dấu hiệu chuyển dạ gì không con? Hay là con chịu khó đi xin ăn thử một bữa nữa làm sao? Thôi má, xin cho nhiều. Bữa con xin á, nguyên bao này nè, ăn giờ còn tới nửa bao nữa nè. Xin gì nữa mà xin. Chàng ơi. Hả? Con xin chi mà nhiều dữ vậy? Rồi ai cho con vậy? Rồi con nói sao mà người ta cho tới bấy nhiêu lận? Dạ con nói như vậy nè. Ủa nhái? Dạ con chào cô. Con đi đâu mua gì? Dạ con không mua. Vậy chứ qua có chuyện gì? Dạ con. Con sao? Con đi xin. Xin cái gì? Xin trời ơi, xin gì nói đại đi, làm gì mà mắc cỡ ngại ngùng cứ có xa lạ gì đâu. Cô cho con xin gạo đi cô. Trời đất ơi, có vậy con áp úng làm như lạ lắm vậy. Hết gạo chưa kịp mua phải không? Ơ, dạ đúng rồi. Cô Hồng mới mua nhiều lắm nè, cô không cho. Đợi chút xíu nghe. Dạ. Ái chà, nghe. Đây nè, bưng vậy đi. Ờ, nhiều vậy con? Ờ, không, con bưng không nổi, con bưng đồ nặng được á. Ờ, quên. Quên. Vậy thôi con về đi. Lát nữa cô Hồng đi công chuyện ngang, cô Hồng đưa luôn cho. Nha. Cô Hồng đem cho con. Ừ. Kịp dạ. Mà kịp nấu cơm mà không sao đâu. Về đi nha. Dạ con cảm ơn cô.
Con về á? Về đi, lát đem qua. Công nhận là cô Hồng của Thương ngon thiệt á, nhưng mà Thương không có đúng lúc. Cô là sao má? Má dặn nè, lần sau á mà con đi xin gạo ăn cho mau đẻ thì con nhớ mỗi nhà con chỉ xin một nắm vậy thôi nè. Đó. Nắm vậy? Ờ, mà con phải đi đủ 9 nhà. Tức là con xin được 9 nắm gạo như vậy nè. Rồi về con bỏ vô, con nấu hết một lúc luôn. Đó, rồi con phải ăn hết cái phần cơm đó. Mà ăn một mình thôi nghe không? Không có cho thằng Bảy ăn á, không cho ai ăn hết á. Dạ. Ngày mai con đi xin gạo mới, con làm y như lời má dặn luôn. Mình phải làm đúng như lời ông bà xưa dạy á thì nó mới hiệu quả. Nhưng mà nếu chờ thấy không có kết quả thì mình lại phải tiếp tục tìm cách khác con à. Hả? Alo má. Alo. Bây giờ con mua bầu về rồi nè. Bây giờ con má con mình hành động nha má. Ủa mà má đâu rồi? Má đang tới nè, cúp máy đi, tới liền nè. Dạ. À, bể bầu. Nhái ơi. Dạ. Nhái ơi, bầu con bể rồi. Bầu con bể rồi. Nhái ơi, con bể rồi. Cầu trời, khấn đất, giá tứ phương, giá tám hướng cho vợ con á, lận hai nhái, cho nó mau sinh để con có con được ẩm bầu. Dạ, vợ chồng con có lỗi làm gì xin trời Phật tha lỗi cho. Con xin nguyện là con sẽ ăn chay một tháng nếu để tạ ơn trời Phật. Dạ. Mà quên, con đang ăn á, giữa chừng mà ngày nào con quên con ăn mặn á, xin trời Phật á, đừng bắt tội con, tháng sau con ăn bù lại, nhưng mà đừng bắt con ăn lại từ đầu, tội nghiệp con có ăn không nổi. Dạ, cảm ơn trời Phật. Dạ, cảm ơn trời Phật. Em gì cười? Anh cầu vậy á, không có trời Phật nào mà chứng cho anh hết á. Anh biết sao, anh gái trức quốc lắm, thiệt. Anh nói thiệt luôn á, là bữa giờ ngày nào á anh cũng ra cầu khấn để cho em sớm đẻ, mà thấy có gì gọi là đau đâu. Cầu khấn thì cầu khấn, cũng phải từ từ chứ anh. Từ từ cái gì mà từ từ, em biết là anh lo cho em lắm không? Đồng ý là anh lo cho em, nhưng mà anh khấn được á thì ở ngoài kia hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người cũng đang khấn. Trời Phật mà, họ cũng phải chứng từ trên xuống dưới, chứ đâu phải tự dưng anh ra anh khấn vậy cái được xen ngang. Cái gì cũng phải có thứ tự hết á. Nói như em, bộ em không lo, em không có mong tới ngày sanh đẻ hả? Nãy giờ em ngồi mà an ủi anh thôi, chứ thật sự em còn lo anh gấp trăm gấp ngàn lần nữa kìa. Tưởng đâu hay ho lắm anh. Giờ là em xin nha, hai đứa mình cùng đồng lòng cùng khấn với nhau á, biết đâu trời Phật họ động lòng, họ cho mình xen ngang là sao. Tưởng đâu vợ mình có văn minh xếp hàng, ai dè chút búa. Con là hai nhái, mong trời Phật ở trên phù hộ
cho con mau đẻ. Dạ em ngu, không có động tĩnh gì hết trơn má ơi. Thì con hỏi nhái thử lại lần nữa coi, nhiều khi hiện giờ nó đang đau bụng thì sao? Trời, một ngày hả, 24 tiếng đồng hồ con hỏi hết 48 lần vẫn câu trả lời nhanh gọn lẹ chưa, hổ ghiếc mà con biết cái câu trả lời luôn á má. Má gọi, má gọi. Dạ con nghe nè má. Dạ chưa có động tĩnh gì hết má ơi. Dạ 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 con biết rồi má ơi. Dạ dạ. Ai gọi vậy? Cô Hồng gọi. Thì cô Hồng hỏi em đẻ chưa chứ gì. Sao em biết? Biết đâu á, cô Hồng mới vừa nhận cái tin gì rồi thông báo cho cả xóm xéo lá này biết sao. Ờ, anh nghe thử đi. Em nói đúng hay sai á là biết liền cái gì. Ừ, để thử coi. Dạ, con nghe cô Hồng. Có tin gì mới không? Hay là bên quán có gì nhờ con giúp đúng không? Kêu con qua giúp không? Hai nhái xanh chưa vậy bé cò? Dạ chưa. Ờ, cô chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Dạ. Công nhận em hay thiệt. Không có gì là hay hết trơn. Bây giờ ai mà gọi cho hai vợ chồng mình chỉ có một câu duy nhất thôi. Nhái đẻ chưa? Tôi với chị á đã làm biết bao nhiêu là cách rồi. Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Giờ tôi cũng biết làm sao nữa chị. Tôi nói thiệt với chị xui nghe. Bây giờ có cách nào đó mà cho con nhái nó sanh liền á thì trả bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết trơn á. Miễn con nhái nó sanh được là tôi mừng hà. Chị biết không, nhiều khi tôi suy nghĩ á, tôi muốn kêu là bệnh viện mổ để đưa đứa nhỏ ra. Đâu có được chị. Cái đứa nhỏ mà nó chưa chịu chào đời á là chắc cũng có lý do của nó đó. Cũng có thể là chưa đủ ngày đủ tháng. Mà cũng có thể là do về một cái vấn đề tâm linh nào đó mà mình không hiểu hết được đó. Cho nên là nó chưa có chịu ra. Nhưng mà dù cách nào, lý do gì thì nó ở trong lâu quá cũng không tốt chị à. Mà sanh mổ thì cũng không nên đâu chị. Thì đó, tôi cũng nghĩ như chị đó. Cho nên tôi mới không kêu đi mổ. Đúng rồi đó. Thôi mình ráng chờ chút nữa đi, chứ không nên mổ đâu. Ủa đâu đây? Chị mới qua. Có gì không? Mặt mày bí sĩ vậy? Thì rảnh quá qua chơi tía. Vợ mày nó gần sanh gần đẻ rồi mà không ở nhà canh nó. Đi lông bông gì lỡ nhà đau bụng đẻ rồi ai coi. Trời ơi, con canh từ lúc mà bắt đầu chồng chuối cho đến lúc mà chuối chỗ buồn luôn. Cũng không đau bụng đẻ gì hết trơn. Sao chở nó vô bệnh viện khám thử coi sao? Ở nhà trông đứng trông ngồi chi? Mày có biết cái gì đâu mà trông. Cũng nhiều người nói con vậy á. Mày chở hai nhái vô bệnh viện đi. Đứa nhỏ trong bụng á, thấy tới chỗ nó sinh á, nó vui, cái nó chui ra. Có lý à, đâu làm thử coi. Nhưng mà hai má không chịu. Cái gì cái thì cũng phải đi bệnh viện khám để coi người ta biết là cái thai nó mạnh, nó yếu, rồi chừng nào sanh, hoặc là người ta cần chích thuốc bổ cái gì bác sĩ người ta mới biết chứ. Hai cái bà đó biết cái gì. Tao nói rồi đó nghe, mày mà nghe lời hai bà á, mai mốt có chuyện gì đó đừng hối hận nha. Con cũng y hệt tía vậy đó. Nhưng mặt ngặt cái giờ con chở vợ con đi rồi hai má biết về chửi con chết luôn á. Bà và vợ mày á, ta không bảo đảm. Nhưng còn bà Tư nè, mày cứ làm đi. Bả mà có ý kiến cái cò gì á, tao xử bả đẹp. Thiệt hả tía?
Trời đất ơi, thời buổi này là thời buổi nào mà còn bày đặt mê tín dị đoan nữa. Dạ, nếu như mà tía đã bảo kê cho con rồi á thì con về làm liền. Cứ làm đi. Dạ. Thì tía về. Dạ, chơi. Sao vợ chồng hai nhái nó đi khám thai gì mà lâu quá chị? Giờ này rồi mà chưa thấy gì nữa. Mà chị có dặn tụi nó đi khám thai là về liền không? Có nhiều khi nó không biết mình ngồi chờ, rồi khám xong nó chở nhau ghé chỗ này chỗ kia đó chứ. Tôi quên dặn. Nhưng mà hồi nãy trước lúc tụi nó đi á thì tôi đã qua đây rồi. Không lẽ nào mà nó không biết là tôi ở nhà tôi đợi sao? Ê, nó về kìa chị. Nó về kìa. Thằng má bên này luôn hả? Sao rồi, sao rồi? Bác sĩ nói sao con? Sao? Có dấu hiệu xanh gì chưa con? Dạ, vẫn chưa có dấu hiệu xanh. Nhưng mà bác sĩ nói thì tính ngày tính tháng thì đủ rồi. Chắc cũng nay mai thôi. Mà bác sĩ cũng nói trễ dự sinh một tuần lễ cũng không sao. Với lại sức khỏe vợ con cũng tốt, hai má yên tâm đi. Anh chị hai, anh chị tư, chị bảy, anh chị ba đời, Tèo. Hai bạn bảy cò, hai nhái cộng cháo cốc. Ủa, ba Lít. Ui, cũng đây hả? Ừ, tranh thủ cà phê giết hiệp luôn. Xíu nữa lộn rồi. Mày ở nhà coi chừng nha mày. Đi đâu đây? Cũng vậy luôn. Vậy hả? Hả? Ừ. Chặt quá. Cái em đi ghế ở đây, em cái bàn ở đây. Rồi rồi rồi, để đó. Hả? Rồi. Tính mời nhiêu thiệp? Thì xóm mình chủ yếu. À, tôi tới 500 thiệp lận. Ghê vậy? Đám cưới danh nhân 3 lít nè. Ủa, có Hồng viết thiệp giùm cho 3 lít hả? Vậy chút viết xong á, viết giùm con luôn nha. Mày rảnh quá à. Cô Hồng viết cho cô Hồng còn chưa có xong nữa, viết cho tụi bay. Hả? Hả? Cái gì? Cái gì là gì? Cô Hồng cũng làm đám cưới luôn hả? Không được hả? Được. Ý con nói là 3 lít cũng cưới vợ, con cũng cưới luôn, cô Hồng cưới nữa, ba cái đám cưới. Vui quá trời còn gì. Quá vui. Anh Tèo, anh ráng chờ em đến năm sau nghe. Em lên Sài Gòn học nghề đặng về quê có cái nghề sinh sống. Rồi hai đứa mình xây dựng sự nghiệp, cất nhà cất cửa, sanh con đẻ cái. Biên thư lần này không phải ráp, ký tên vợ tương lai của anh, năm gạo. Mình hẹn hò bí mật như vậy hoài, anh cũng khổ tâm quá. Anh sợ tiếng máy anh thiệt hả? Không phải anh sợ cho anh, mà anh sợ cho em á. Anh sợ về nhà rồi em bị tía má rầy. Vậy rồi khi nào anh gặp tía má em? Gặp gì? Thì gặp để xin hai đứa mình quen nhau. Chứ mà hẹn hò lén lút bí mật như vậy hoài á. Em nói rồi á, đây là lần hẹn hò bí mật cuối cùng á. Anh đi gặp tía má liền. Không cần đâu. Sao vậy? Sao em đổi ý liên tục vậy? Tại vì á, tía má đã cho em quen với anh rồi. Cái gì? Tía má đã cho em quen với anh rồi. Hồi nào vậy? Hồi nào vậy? Thiệt luôn hả? Sao hay vậy? Gạo ơi, anh thiệt tệ hệ à. Để em phải đi làm cực khổ xa xôi vậy. Phải chi mà anh vào sớm sớm một chút là hai đứa mình có được cái đám cưới tập thể của Sáu Lá trong năm nay rồi. Gạo,
em phải ráng chờ anh nha. Anh sẽ làm kiếm thiệt nhiều tiền. Năm sau ha, anh sẽ tổ chức cái đám cưới bự chà bá, hoành tráng nhất xẻo lá cho em luôn. Ráng chờ anh nghe gạo. Chờ anh xíu, anh nghe điện thoại cái nha. Alo. Đang ở đâu vậy cha nội? Có gì không? Cũng không có chuyện gì. Tại đang rảnh tính rủ lên thị xảo xin tố chơi vậy mà. Bao thì đi. Nhanh ông đổi ý đó nha. Ok ok. Chờ chút. Gạo. Anh chờ em. Em cũng ráng chờ anh nghe gạo. Giờ anh đi uống cà phê với Tấm Đàn cái. Tôi thấy á, bây giờ á có cái vụ mời thiệp online á cũng tiện lợi lắm á. À, cũng hay à. Bởi vì bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Mình cứ mời thiệp cưới qua Zalo nè, Messenger nè, Facebook. Tiện á. Giờ thấy không? Cô Hồng cứ viết cái thiệp y chang như vậy. Rồi xong cái mình lấy điện thoại này, mình chụp hình vô cái mình gửi cho người ta, khỏi phải tới từng nhà mất công. Tầm bậy. Tụi bay có biết cái câu hồi xưa đến giờ ông bà ta có nói một câu: lời chào cao hơn mâm cỗ. Tụi bay mời cái đó tao cũng không đi, chắc chắn luôn. Mình muốn mời thiệp cưới người ta là sao? Mình phải cầm tấm thiệp mà, tấm thiệp phải đàng hoàng, trang trọng, đẹp đẽ. Chữ viết mời cũng phải đẹp đẽ chứ không phải chữ cu bò đâu hả mà viết vô thiệp. Đó là không có tôn trọng người khác. Rồi sau đó mình đặt cái thiệp vô vô cái bao đàng hoàng ha. Rồi xong đó mình cầm đến tận tay người đó, mình trao tận tay cái người mình muốn mời. Để chi? Để mình tỏ cái lòng chân thành của mình, cái thiện ý và cái sự tôn trọng của mình đối với người ta. À, chứ bay ngồi với hả, bay chụp cái bay gửi, chụp cái bay gửi, tao nói thiệt chứ hả, cái đó là coi như rất là coi thường người khác, không có được. Tao thấy không được. Cô Hồng nói cũng đúng. Bởi vậy cô Hồng á mời ít mà nó chắc. Không có phải 500 tấm thiệp như ba lít đâu. Đám cưới của con á, đám cưới doanh nhân mà phải 500 thiệp coi. Ê, nhưng mà con á cũng vậy, cũng giống như cô. Ưu tiên những người mà gần gũi thân thiết nhất. Đây. Ấy. Ruột Hồng. Chú Vũ. À, sẵn đây mời luôn. Đến dự nha. Cô Hồng cũng mời hai vợ chồng mày, hai vợ chồng này nữa cho nên nhớ đi nha. Ok. Nhớ đi nha. Đi mà. Sẵn đây nói luôn. Ê, đám cưới của con mời vợ chồng cô chú đi, nhất định đi nha. Chắc chắn cô Hồng sẽ đi. Gì chứ à, cô Hồng đi đầy đủ hết á. Ủa nhưng mà tụi bay cưới ngày nào? 8 tháng 3. 8 tháng 3 qua rồi. Cái bữa đó tôi còn nhớ là cái ngày lễ phụ nữ á, cái xong đàn ông ở Xẻo Lá mình tổ chức một bữa tiệc để đãi chị em phụ nữ. Trời ơi bữa đó ăn uống nhảy múa quá trời luôn, không nhớ hả? 8 tháng 3 âm lịch. Hả? 8 tháng 3 âm lịch. Chuẩn không cần chỉnh. Cô Hồng cưới ngày nào? 8 tháng 3 âm lịch. Mày cưới ngày nào? 8 tháng 3 âm lịch. Còn mày cưới ngày nào? 8 tháng 3 âm lịch. Hả? Ông. Ừ. Tôi thấy đám cưới thằng Ba Giai á. Thấy tía nó mở lời nhờ ông làm chủ hôn. Rồi đám Ba Lít cũng vậy, cũng mời ông làm chủ hôn. Rồi ông tính làm sao? Tôi nhận đám Ba Giai rồi. Tôi từ chối ông Ba Lít rồi. Hai đứa tổ chức cùng bữa cũng kẹt với ông ha. Cũng ngại cũng vợ nữa. Ông á là người sống có đức độ, rồi là có gia dế trong xóm này, được nhiều người kính trọng, cho nên tiếng nói của ông sẽ kết nối hai họ lại với nhau. Ê Ba Giai, một ngày mà trùng ba đám sao được? Không ấy cái đám của ông á sớm hơn hay trễ hơn đi. Thôi, không được đâu. Nghĩ sao vậy? Tía tụi ông nói á là có thờ có thiên, có kiêng có lành, không? Ông đã coi tuổi tụi tôi hết rồi. Có hợp ông mới tổ chức ngày giờ đám cưới vậy, giờ sao đổi?
Ủa nhưng mà nói thì nói chứ một năm có nhiều ngày lành tháng tốt lắm chứ bộ, sao dứt quyết cái ngày đó mới chịu vậy, mới được vậy? Vấn đề là nằm chỗ đó đó. Ngày giờ tốt thì có đó, nhưng mà ngặt nổi là dính cái đám giỗ của hai bên rồi, sao làm được? Ủa vậy coi ra là hên hay xui ta? Tôi thấy hên đó. Sao hên? Biết sao không? Tại vì đám giỗ mà vô mấy cái ngày tốt không là hên lắm luôn. Nhưng mà xui cho tôi, không làm đám cưới được. Ờ ha. Chuyện gì mà không nghĩ tới. Nhưng mà tía tôi á, nhất quyết là phải tổ chức đám cưới trong tháng này. Bởi vì tháng 3 là tháng đại lợi, ông nói là vậy á. Không, ông còn coi là ngày xuất phát nè, giờ xuất phát nè, hướng xuất phát nè. Thậm chí là phải chọn cho cái người chủ hôn phải thiệt mát tay nữa kìa. Trụ kỹ vậy luôn á hả? Ừ. Giờ tôi không biết tính sao. Bên nào cũng thân tình hết đó. Nhận bên này từ chối bên kia thì nó cũng kỳ. Và hai đám nó tổ chức một ngày trùng giờ luôn. Tôi đâu phải ngôi sao đâu mà phải chạy số. À, anh chị hai. Ủa cô Hồng. Trời ơi. Chà anh này không coi quán xá gì sao qua đây uống nước cô Hồng. Dạ. Hôm nay bố không bán cà phê hả? Dạ. Em nghĩ từng lận. Ủa gì mà nghỉ lâu vậy? Bộ tính đi du lịch hả? Không có. Em... em gửi mời anh chị hai. Ủa? Ủa? Đám cưới cổ với chú Vũ nè. Rốt cuộc á, hai người cũng về ở chung một nhà phải không? Dạ. Nói chung á, tụi em cũng lớn tuổi rồi. Sau khi bàn bạc thống nhất kỹ lưỡng, hai đứa quyết định về chung nhà. Nhưng mà em cũng làm đơn giản thôi, chứ không có gì rườm rà. Chủ yếu là đãi bà con bên em với bà con hàng xóm mình thôi à. Dạ. Cô chú quyết định vậy là hay lắm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền bạc. Tôi ủng hộ. Em cảm ơn anh. Nói gì nói ở Xẻo Lá này á, anh chị hai á là người em tôn trọng, quý mến nhất. Anh hai á lại là người có kinh nghiệm về những cái nghi lễ cưới hỏi. Cho nên em muốn nhờ anh hai làm chủ hôn cho đám cưới của tụi em. Nhờ tiếng nói của anh để kết nối hai họ. Chuyện nhỏ. Chà, tụi nó đắt xô dữ hen. Ừ. Nhưng mà ngày nào mới làm đám cưới? Dạ, ngày 8 tháng 3 âm lịch gần tới đó anh. Hả? 8 tháng 3? Dạ. Đâu được, đụng hai đám cưới. Đám hả? Cưới của thằng Ba Giai với thằng Ba Lít cũng ngày đó luôn. Chụp ngày luôn rồi. Ồ, em không biết đâu. Em lâu lâu mới đám cưới lần ý. Đó giờ đám cưới có lần này à. Cho nên em muốn phải hoàn hảo. Em không biết anh hai phải làm chủ hôn cho em mới chịu. Em dứt khoát cho mấy chị em đi nha. Em đi mời tiếp nè, em đi á. Dạ. Nhưng mà trời Phật ơi, bà này bà đi không kịp tự chối với bà luôn nha. Giờ tính sao ông? Thôi tới đâu tính nữa đó. Vui mà. Gì vậy? Chuẩn bị đám cưới tới nơi người ta phải tươi vui lên chứ gì mặt buồn so hả? Tươi gì mà tươi. Ba cái đám cưới trùng một ngày mà hả, ai cũng mời bác hai làm chủ hôn hết. Tía tao á điện về nói nhất định á là phải mời bác hai làm chủ hôn cho bằng được. Còn lo hơn nữa là giờ khách mời không biết đi cho tao hay là đi cho bên kia nữa. Đúng rồi, vì cái vụ mà ba đám cưới chung ngày này nè, nhà tao cũng phải họp. Hôm qua tao với bà ngoại thức sáng đêm hôm luôn mày. Rồi kết quả làm sao? Thì phân chia ra, bà ngoại tao đi đám cưới của ông Ba Giai, còn tao bị kẹt giữa đám cưới của mày với cô Hồng nè. Giờ đang lo không biết phân bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Tao là phải nặng rồi. Vậy cô Hồng cũng có 70kg luôn á, cô nặng hơn mày chứ bộ. Thằng khùng, tao không nói số ký. Ý tao nói đây á là cái thâm tình. Thâm tình hả?
tao với mày á sống chung một xóm, lớn lên từ nhỏ, tắm mưa, câu cá, ăn nhậu, vui buồn á, chia sẻ với nhau, thân thiết còn hơn anh em trong gia đình nữa. Giờ không lẽ đám tao mày không có mặt? Thì... nhưng mà tao cũng đâu bỏ cô Hồng được. Cô Hồng cũng là mối kể chuyện của tao nè, mối bán cà phê thiếu chịu, rồi lâu lâu ghé kẹt tiền mượn cô Hồng nữa. Bữa hổm cô Hồng còn dằn mặt tao là tao mà không đi là cô Hồng không nhìn mặt tao luôn á. Thiệt tình cũng khó cho mày. Khổ ghê thiệt chứ. Ê, tao nghe thằng Ba Dai. Sao? Nó gọi nó nhờ Tấm Tàn. Làm gì? Mướn cái vàng á, âm thanh cực khủng, có đĩa chay bốc lửa, về á để cho khách mời tới không dự cưới xong là bắt đầu quẩy. Ghê à? Ừ. Đám cưới giờ mà cũng cạnh tranh ghê mày. Bởi vậy tao mới đang suy nghĩ nè, phải kiếm cái gì đó đám tao phải độc lạ để còn kéo khách mời về nữa, chứ không thôi đi bên đó hết luôn. Thôi mẹ ơi, nghĩ gì, đám cưới chủ yếu là người ta tới người ta vui là chính thôi, chứ nghĩ gì độc lạ, đi chay bốc lửa bốc cháy gì cho cực. Đâu được mày, đám cưới của một doanh nhân mà. Ừ đúng rồi, tao á là doanh nhân thủy hải sản, như vậy đám cưới tao phải có những cái món ăn, đúng không? Độc, lạ, ngon. Đúng rồi, cái quan trọng đãi đám cưới là đồ ăn là phải độc á. Đấy, độc là trúng độc, phải ngon, lạ. Chính xác. Nghe nói đám cưới lần này thằng Ba Tích đó, nó mời đầu bếp siêu sao ở thành phố về nấu. Còn thằng Ba Dai á thì thuê một dàn âm thanh khủng. Trời ơi, đám cưới tụi nó chắc cháy sớm làng quá. Không được, mình phải có cái cách nào để mà mình kéo khách về đám cưới nhà mình. Mình có cách rồi. Đó, chuẩn bị tốn tiền đám cưới nữa rồi ha. Nha, chuẩn bị tiền nha, thủ quỹ nha. Thôi mà, lâu lâu rồi sớm mình có tiệc vui thì vui chứ gì đâu mà ông rên. Ôi, dạ. Con chào chú Thiếm. Dạ. Bà Lích. Đi đâu đây mà thấy cụ thái độ nghiêm trọng như vậy, trịnh trọng như vậy? Dạ. Con gửi thiệp đám cưới của con kính mời chú Thiếm qua dự. Đám cưới nữa? Nữa. Dạ. Cũng không giấu gì chú Thiếm, đám cưới của con lần này á là con tập trung vào phục vụ cái chất lượng về thức ăn. Con có mời đầu bếp nổi tiếng ở Sài Gòn về. Cái anh đó ảnh đã đạt được giải nhất về cuộc thi ẩm thực. Nên á là thực đơn ăn uống rất là phong phú, độc lạ. Tao chịu à. Cái vụ mà dám kêu bằng đổi mới tư duy mà dám mà mướn đầu bếp xịn ở trên Sài Gòn về là tao chịu rồi. Mà Đích, trời ơi, nghe mà con kêu đầu bếp ở Sài Gòn về á mà nấu nhiều món ăn phong phú, Thiếm Tư nghe Thiếm Tư khoái rồi đó nha. Dạ, nên á là khi đến á chú với Thiếm cứ tha hồ mà thưởng thức. Con yên tâm, bữa đó chú Thiếm sẽ đến chung vui với vợ chồng tụi con. Trời ơi, vậy là quá trời vinh hạnh cho gia đình của con rồi. Dạ. Uống miếng nước đi, uống nước. Ừ. Dạ. Bây giờ con xin phép cho chú Thiếm con đi. Ừ. Dạ. Thật tuyệt vời. Để tôi coi. Ừ. Nó ngày giờ nào không? Kính mời chú Thiếm đến dự tiệc cưới của chúng con nhằm ngày 8 tháng 3 vào lúc 17 giờ. Ủa? Ông ơi, nó cũng ngày 8 tháng 3. Chết cha, vậy là trùng rồi. Ờ, 17 giờ luôn nữa. Đụng độ rồi. Trời ơi, vậy sao? Vậy đi đám nào ông? Đám nào cũng phải đi.
Trời ơi, bà nhái giận sao? Tôi nói thiệt với bà luôn á, tôi chưa gặp cái ca nào mà khó như ca của bà luôn á. Thì bởi ngày cưới giờ hai bên định sẵn hết rồi, đâu phải nói dời là dời được đâu. Thì bởi nè, cái ngày đó là đại lợi. Tôi sợ là khách không có biết là chọn bên nào đi rồi bên nào bỏ. Rồi chỉ cần nghĩ tới cái cảnh á, mà hai vợ chồng tôi mà đứng chờ khách, ngóng khách không biết có khách có tới không á. Trời ơi, rầu muốn chết luôn. Bây giờ là tôi phải tìm cách để mà cho khách qua bên đám cưới của tôi. Chứ để mà đám cưới không có ai thì kỳ lắm luôn á. Ê bà có sáng kiến gì không? Kiến gì ta? Nghĩ giùm tôi đi. Có rồi. Ê, trời ơi. Trời ơi, cái bà làm hết không? Có rồi Mộng ơi. Có rồi hả? Có hả? Nói đi. Đó là thực đơn. Thực đơn hả? Hai vợ chồng em ấy tổ chức trúc thăm trúng thưởng may mắn á. Chà, vậy là vui lắm mà nghe. Dạ, bởi vậy anh Kỳ Tư ráng cố gắng nha. Sắp xếp thời gian rồi thiết nó đẹp lên đến giờ đám cưới vợ chồng tụi em nha. Để em cũng mong sao á trao được cái món quà thiệt là ý nghĩa cho vợ chồng anh chị đó nha. Thôi em về mới kịp lau được, đi còn đi mời thiệp nữa. Dạ, quá trời luôn nè. Về nha. Cũng nhớ là anh nữa nè. Ờ, về nha, bữa đó gặp nha. Gặp nha con. Một, hai, ba. Trời ơi, coi bà này ngày nào đi. Trời đất ơi, cũng ngày 8 tháng 3 luôn, 17 giờ luôn. Ủa, trùng ngày trùng giờ luôn không? Trời đất ơi, thiệt tình luôn. Làm như cái tới mùa cưới là cái mùa nhận thiệp vậy. Mà năm nay làm như hội vậy. Ba đám vô một chỗ luôn, cùng ngày cùng giờ luôn. Này là làm khó cho khách mời dữ à. Vậy mình quyết định đi đám nào không? Tôi với bà đó, chia nhau ra đi thì cũng được hai đám thôi. Còn đám kia sao ta? Ông nói cũng đúng. Toàn là những chỗ thân tình không à. Mình đâu có thể nào mà gửi tiền mừng rồi vắng mặt mình được, phải không ha? Thì bởi vậy, thấy không? Được mời cũng là một cái vinh dự đó. Cái danh dự của mình bây giờ mà suy nghĩ nè. Khổ nè, giờ biết sao nè. Giờ tính sao ông? Ai biết? Dì dì, hôm nay tôi mời mọi người tới đây á là có một chuyện cần bàn với mọi người. Mấy ngày nay á, ở xẻo lá mình nè, nhà nào cũng nhận được ba cái thiệp cưới. Dạ, được ba đám thiệp mời là mình đi ba cái đám, vậy là quá vui rồi bác hai. Vui thì có vui đó, nhưng mà cái vấn đề đó, ba cái thiệp này nè, là tổ chức cùng ngày, cùng giờ. Cái chuyện vui, nhưng mà làm cho mọi người ta khó xử. Bây giờ biết đi ai đây? Rồi bỏ ai đây? Dạ, bác hai nói cũng phải. Khó xử thiệt, nhưng mà giờ cũng biết sao nữa bác hai. Ai cũng thân tình hết á. Bây giờ á, để cho dễ dàng, vui vẻ hết cả làng này, giờ tôi giải quyết vậy. Bây giờ ba cái đám cưới này nè, bây giờ tổ chức thành một cái đám cưới tập thể. Đó, bây giờ nó vừa vui nè, vừa tiết kiệm nè, nó vừa dễ xử cho bà con nữa. Rồi bà con ở xẻo lá mình nè, khỏi phải đau đầu, khỏi phải lựa chọn bỏ ai đi ai. Người ta vui được dân ba. Đúng hả? Nếu như vậy á, thì mọi người sẽ được thưởng thức món ăn ngon từ nhà bếp nổi tiếng con mời về. Ừ. Rồi còn được ca hát, nhảy múa với dàn âm thanh cực khủng nữa. Đúng rồi. À hả? Rồi còn được trúc thăm trúng thưởng nữa. Ừ. Ai cũng được quà phải không anh? Đúng rồi. Em chịu đó, anh hai thì là cao kiến rồi nha. Thấy vui em không? Hiểu. Hiểu phải không? Dạ. Hiểu phải không? Dạ được. Dạ được. Đó, vậy thì hai lúa này đứng ra chịu trách nhiệm làm chủ hôn cho ba cái đám cưới này. À. Như vậy không ai giành hết. À, vui cả xóm luôn. Đây. Vậy là đại hỷ. Đại hỷ. Ok. Hiểu không? À. Hay
Alo, dạ anh Dũng. À, dạ, em tính là xin ứng trước anh 2 tháng tiền lương á. Anh giúp giùm em nha. Tháng này em gạt chút công chuyện á. Dạ. Anh Ba Giai. Dạ, em cảm ơn anh. Mai. Anh tới đây lâu chưa? Anh cũng mới tới à. Mà có chuyện gì gấp anh kêu em ra đây sớm vậy? À, Mai nè. Em có muốn sắm sửa gì không? Sắm gì là sắm gì? Thì anh nghe nói là cô dâu mà trước ngày cưới á, thường hay sắm sửa quần áo mới gì đó mà. Thôi, quần áo của em nhiều lắm, sắm quần áo làm chi? Tốn tiền. Thì vài bộ tượng trưng cũng được. Em nghĩ không có cần đâu, mình sắp cưới rồi, mình còn rất nhiều việc phải lo nữa. Đừng có sắm quần áo làm chi tốn kém lắm. Vậy thôi, tùy em vậy. Nhưng mà em muốn mua thứ gì cứ nói anh, đừng có ngại nha. Em chỉ cần anh sống vui, sống khỏe là được rồi. Chứ em không có cần sắm sửa gì đâu. Chuyện đó em khỏi lo. Anh thì lúc nào cũng vui hết. Còn sức khỏe hả? Trời ban cho anh là khỏe như trâu mà. Em biết anh khỏe như trâu rồi. Em đừng có nhấn mạnh vậy nha. Em xin lỗi mà. Ý em nói là anh rất là khỏe chứ không phải là khỏe như con trâu đâu. Nói nữa. Mới nhấn thêm lần nữa đó nha. Ý em không phải vậy mà. Thôi đừng có giận. Em dắt anh đi ăn kem nha. Được không? Giận đó. Sáng chưa nè? Chưa. Tin 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 tin. Đậu hũ hả? Ừ, chỗ này ngon lắm. Mỗi lần ghé là anh ăn 2-3 ly luôn. Nhưng mà em ăn không được. Ôi, sao vậy? Đậu hũ này ngon mà. Em bị dị ứng đậu nành. Thiệt hả? Thiệt. Vậy thôi, anh chạy ra chợ, anh kiếm cái gì em ăn được, anh mua cho ha. Thôi, được rồi, em định quét nhà xong rồi, em đi chợ em ăn luôn. Vậy hả? Thôi vậy đi, đi. Chưa, nhưng mà em chưa quét xong mới đi được. Nhà mình còn một người mà. Xong chưa? Xong rồi, đi nhanh đi. Con ra ngoài chút xíu nha. Đi. Hôm nay em nấu món toàn món anh thích không đó? Phải không? Wow. Thơm quá. Ngon nha. Tuyệt vời. Hôm nay đi làm có mệt không anh? Khỏe ra. Với lại hơn nữa, anh sắp cưới vợ rồi mà. Dù cho cực hơn gấp 10 lần, anh cũng sẽ chịu được. Anh nè. Em có chuyện này muốn bàn với anh. Chuyện gì? Có người quen giới thiệu em một công việc làm thêm. Anh thấy làm sao? Nhưng mà làm gì mới được? À, thì
thì làm buôn bán phụ cho người ta đó. Thôi, anh nghĩ là em đừng làm nữa. Tại vì anh thấy em làm này làm nọ, sức đâu mà chịu cho nổi. Em khỏe lắm, anh đừng có lo. Anh đói rồi, cái chuyện kiếm tiền là để anh lo cho. Mình sắp cưới nhau rồi, em muốn làm gì đó để phụ giúp cho anh. Đó cũng chính là lý do mình phải gồng gánh. Anh là đàn ông mà, chuyện cưới hỏi mà anh lo không được á, rồi đây thiên hạ cười thúi đầu sao? Nhưng mà không có nhương nhịn gì hết á. Nghe anh nói nè, từ bây giờ trở đi á, em giữ gìn sức khỏe thật là tốt, còn chuyện kiếm tiền để anh lo. Rồi khi nào rảnh rảnh á thì đem cơm tới đây làm món anh thích là được. Trời ơi, lâu quá mới anh Mười á hả, ghé quán em à. Nói nào ngay á, bữa giờ bận. Lo gà ăn cái bận hả anh? Dạ, ta nói nội cái mà đi mời cưới không á, ta cũng bù đầu bù cổ á cô ơi. Bù đầu bù cổ đâu cũng thấy, thấy cũng hồng hào tươi rói mà kêu bù đầu. Trời, tươi sao bằng cô? Cô sắp lấy chồng kìa, nhìn cái mặt kìa kìa. Tươi không cần tưới luôn kìa. Anh này kỳ thiệt á. Em đó vợ hả, lúc nào cũng tươi chứ bộ. Chứ phải gần lấy chồng mới tươi đâu. Mấy đứa nhỏ chồng em hoài vậy đến phiên anh nữa. Nếu mà cô ngại thì cô đừng có cưới. Thì chớ xong chuyện. Ý đâu được. Đó 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 đó. Thấy không, ham cưới tới mồ mà còn bì nè. Anh lâu lâu quá chọc ghẹo tới hoài à. Mộng ơi. Ơi, xong chưa bà? Chờ xíu đi đó liền. Thiệt tình nó rủ người ta đi gội đầu mà giờ bắt ra chờ vậy nè. Ra rồi nè, nhăn cái gì vậy? Làm gì mà lâu dữ hả? Thì phải cho người ta chuẩn bị chút xíu chứ. Gì vậy? Gì mà bà làm gì bà nhìn tôi dữ vậy? Quay cái mặt ra coi coi. Bên kia nữa. Bà làm cái gì mà đen thui thù lùi vậy? Bà đi gian nắng phải không? Đen hả? Ừ. Trời ơi, đâu chưa xong, lại đây. Trời đất ơi, quần thâm nữa kìa. Cái gì? Quần thâm hả? Ủa bà nói thiệt không, vợ bà có cái gì cho tôi coi không? Đây nè, ai nói gian bà làm cái gì? Trời ơi, sao tôi nè, không biết gì cho vậy? Coi. Trời ơi trời, chết tôi rồi, giờ sao đi bà nhái? Bà lo nghĩ nhiều là quá chứ gì nữa. Trời ơi, gần đám cưới rồi đó nghe. Liệu sau đó mà làm tới lúc đó mà xấu là đừng có khóc à. Thôi được rồi, bây giờ tôi bà đi gọi đầu đi, rồi xong rồi tôi kêu người ta đắp mặt nạ cho tôi luôn. Đắp mặt nạ cũng không có đủ. Bây giờ cho là bà đắp mặt nạ đi, nhưng mà cái đó chỉ là cái bên ngoài thôi. Ghê vậy? Mình phải chăm sóc từ cái bên trong nữa kìa. Bên trong là sao bà nói tôi nghe? Nghĩa là mình phải uống vitamin E thường xuyên nè. Rồi ăn trái cây, uống nước ép trái cây, ăn rau củ quả. Rồi còn phải gì nữa đây nè? Ngủ đủ giấc, với lại là không được suy nghĩ nhiều. Ủa, tự nhiên tôi nghe bà nói không lẽ giờ quanh năm suốt tháng rồi tôi chỉ uống nước dừa, uống nước cam rồi ăn mấy cái đó rồi sống luôn, không được ăn mấy khác hả? Ai nói với bà vậy? Ý của tôi là mình phải cân bằng tất cả mọi thứ lại với nhau. Đời người con gái chỉ được đẹp có một lần duy nhất thôi đó. Mà bà không quan tâm, không chăm sóc thì chừng nào nữa. Trời ơi, biết rồi bà ơi. Chút xíu á, gọi đầu xong rồi đi ra chợ, tôi với bà đi mua trái cây về đem dự trữ để dành uống, được chưa? Ờ, thà như vậy. Ừ. Rồi mũ nón mà đâu không đội vô? Mũ nón gì? Sát bên đây à, mũ nón gì? Sát thì sát cũng đắng đâu chứ sao không mang được. Mất lại, chút xíu ra chợ mua. Đó, cứ đi. Vậy hoài đó. Đi. Trời ơi, khổ bà ghê á. Cưới hỏi tới nơi mà thiệt bà không lo không nghĩ gì hết. Biết đó. Rồi. Lâu lắm mình mới có dịp đi chợ chung hen. Dạ. Cô Hồng, cô chuẩn bị tới đâu rồi? Đám cưới hả? Dạ. Trời, có gì đâu chuẩn bị. Tao chờ mấy chục năm rồi, giờ chỉ đợi người vớt thôi. Cô Hồng nói không sợ người ta cười à? Trời ơi, ai cười, cười cả người ta chứ cười, cười hở 10 cái răng. Cô lại quan ghê á. Còn con với anh ba dai á, thì lo rầu muốn chết đây nè. Lo gì? Anh ba dai đó, anh cứ chạy tới chạy lui, anh lo cái vụ đám cưới, lo tiền bạc này nọ nè.
Con nhìn xót quá trời luôn. Thi Thi, mày phụ nó. Ảnh đâu có cho con làm gì đâu mà phụ. Trời đất ơi, chắc là nó sĩ diện á, thằng thiệt á. Con cũng không biết nữa. Mà nhìn ảnh vậy con chịu không có nổi. Nhưng mà đâu cần thiết phải làm cái gì mới kiếm tiền được. Có nhiều cách kiếm tiền đâu cần làm. Bộ có một cái công việc gì không cần đi làm cũng kiếm được tiền hả cô? À có chứ. Để nghĩ coi. Hay thì thi hoa hậu đi. Nhưng mà mày đâu đủ chuẩn đâu. Tao còn không đủ nói chi mày. Coi có cách khác không ta? À nhớ rồi. Cách đây mấy hôm á, thằng Tèo á, nó nói với cô Hồng á, nó nói ở đâu ở trên thị xã có một cái nhà hàng mới mở. Dạ. Nó mở một cái cuộc thi ăn. Ra điều kiện là ăn hết cái chỗ đó đó, nếu mà nhất á thì được thưởng 10 triệu đồng. 10 triệu? Ừ. Trời. Thi ăn không mà được 10 triệu. Chứ sao, thi ăn bình thường nước ngoài nó còn á, thi uống á thì đủ thứ trò hết trơn, uống bia lùm la hết trơn á. Cô. Mà lúc nãy cô nói ai nói? Thằng Tèo. Tèo nói? Ừ. Không được, con phải đi tìm Tèo để hỏi cho rõ mới được. Đúng rồi. Đi nha cô. Đi lẹ đi. Dạ. Kiếm qua nó kiếm người khác á. Nhanh lên, lâu quá vậy. Rồi, đây nè. Nước sôi. Từ từ để nó nở lạ, nó chưa có nở mà. Mà nè, dám ăn nó nổi không mà lần kêu thứ hai tôi vậy? Nổi, yên tâm đi. Mà công nhận nha, sức bà ăn á, khỏe như trâu luôn á. Bữa giờ hả, tôi tập dữ lắm mới được vậy đó. Tự tin quá đi ha. Rồi tới bữa đó, mang cái áo cưới không vừa thì đừng có ngồi khóc với tôi. Yên tâm, tôi có ăn cỡ nào tôi cũng mặc vừa, đừng có lo. Không sao cũng được hết. Rồi sao mà lâu chín quá vậy nè. Tự nhiên nãy quên đẩy nắp nên nó hơi lâu quá. Nè, ăn từ từ thôi. Cái này á, mình phải ăn nhanh mình mới thắng được. Thiệt tình á. Thôi. Video á, nấu thêm video 2 tô nữa đi. Thôi, 2 tô đây ăn chưa xong mà kêu cái gì mà 2 tô nữa. Không gì cũng được, lại nóng quá. Thôi, đừng có ăn nữa. Ăn hết 2 tô này thôi. Chứ ăn nhiều không có tốt đâu. Tôi nấu thì nấu gì mà. Nghỉ ăn đi, mai rồi ăn. Yên tâm đi, bây giờ tôi đang có cái đà ăn. Bà kêu ngày mai tôi bị mất đà, tôi ăn được nữa sao? Ăn từ từ thôi đó. Ta nay phụ nữ là phải biết giữ gìn sắc đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngoài thì mình giữ đựng để cho bị nắng háp da mặt, ở trong mình phải uống. Uống là mình tự tin mà chồng cũng hãnh diện. Có không? Cho ủa? Con ly căm giác đi. Ủa? Cô uống sữa hả? Uống sữa mập lắm. Làm gì có chuyện mập. Sữa này á, uống là dưỡng da, giữ sắc đẹp. Dưỡng da hả? Hay quá vậy. Trời ơi, hàng này nổi tiếng lắm mà nghe. Cô á, của bà bạn á, trời ơi xấu lắm nha. Ma chơi quỷ hờn luôn á. Gì ghê. Da dẻ gì đâu mà vừa sạm vừa nhăn vừa móc vừa rổ tùm lum hết á. Trời ơi vậy mà uống sữa này không á, có một thời gian mà lúc này da mình quá y như đi căng da mặt vậy đó. Giới thiệu cho cô đó. Hay dữ vậy hả? Cô, cái sữa này nè cô uống được không? Trời đất ơi sống được. Tụi bay uống còn tốt hơn nữa, còn trẻ đó, hấp thu nhanh á, nó càng tái tạo da nó tốt hơn nữa đó. Cô Hồng đặt cho con hộp nha. Dạ. Yeah. Vậy để một lát nữa cô gọi điện cô đặt hàng cho. Dạ. Yeah. Mà cô Hồng, cái này mình dễ uống không? Dễ mà. Cứ hấp miếng cái nút cái ực là xong. Nó giỡn vậy chứ ngon lắm. Cô ghiền luôn đó. Dễ. Dạ. Ưng thử miếng. Dạ. Chào thì uống miếng. Ngon.
Ngon rồi nha. Sữa này là con thấy cái mùi vị nó lạ mà ngon quá hả? Vậy đặt ha. Cho con hộp nha. Rồi, lát đặt cho. Dạ. Chà, hình như bữa nay thím Hai nhìn thấy con hơi ốm á nghe. Thiệt hả thím Hai? Nhìn mặc cái áo rộng rình kìa. Vậy là con thành công rồi. Ủa, thành công gì? Thì bữa giờ con ăn mì để giảm cân á. Chàng ơi, thím cũng thấy con ốm đúng không? Ốm. Nhưng mà từ hồi nào tới giờ có khi nào mà thím nghe có vụ ăn mì giảm cân đâu. Dạ, cách của con lạ hơn người ta mà. Vậy hả? Anh xong rồi nè, đi thôi. Hả? Cái gì á? Cái gì á? Cái môi bị gì vậy? Cái phần dưới á nó dày cơm hơn phần trên. Ủa là sao? Nhìn kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Chết rồi. Cái môi nó bị gì vậy anh Berlin? Đi 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 liền, đi đi bệnh viện. Anh ơi, môi bị gì vậy? Ủa Mai, sao hôm nay tự nhiên tới đón anh vậy? Em tính rủ anh đi ăn nè. Đi ăn hả? Ừ. Vậy em muốn ăn cái gì nè? Tự nhiên hôm nay em thèm ăn bún nước lèo quá. Ừ. Ủa, món đó ở đâu bán ta? Em biết một chỗ nè. Biết hả? Chờ chút xíu. Rồi, em dẫn đường nha. Mày, dạ. Em sao vậy? Sao tự nhiên em đau bụng quá? Đau bụng hả? Đau nhiều không? Đã... Thôi, hay là anh dẫn đi bác sĩ nha. Đừng đón cho anh. Cẩn thận nè. Em không sao chứ? Em đau bụng quá. Ráng lên em, ráng lên. Sắp tới rồi. Ôi trời, hèn chi thấy quen quen. Ủa, đi đâu đây? Chở Mộng đi khám. Bị gì? Sưng mỏ. Rồi mày chở Mai đâu đây? Đi khám. Khám gì? Đau bụng. Em đi nổi không? Hay để anh bọc vô? Trời, anh này, em chỉ bị dị ứng thôi chứ có bị gì đâu, đi không nổi. À, em bị sưng mỏ mà anh quên. Ê, vậy lát anh lấy thuốc cho em uống nha. Ừ. Từ từ thôi. Đó, tại em ăn uống thất thường á. Bây giờ bị đau bao tử thấy chưa? Em xin lỗi. Có phải lỗi của em đâu mà xin. Mà anh nói rồi đó, cái chuyện kiếm tiền để anh lo cho. Em chỉ cần biết á, là giữ gìn sức khỏe thiệt là tốt là được rồi. Em chỉ muốn phụ giúp anh thôi mà. Anh nói là anh lo được mà. Chừng nào á anh cần giúp đỡ thì anh sẽ gọi cho em.
anh nói rồi đó nha. Có chuyện gì á là anh phải nói cho em biết đó, không có được giấu đâu đó. Biết rồi. Nhưng mà ngày mai là ngày thi rồi, hay là anh cho em thi thử nha. Thôi bỏ đi, thi cử cái gì mà không biết nữa. Tới 10 triệu lận, em tiếc quá. 10 triệu? Dạ. Trời, đáng lẽ ra anh phải nói cho anh biết chứ, để còn đi thi nữa mà. 10 triệu lận á. Thấy làm sao rồi? Nó còn hơi đau đau á. À, anh ơi, giờ mà nó không xẹp kịp á, rồi lỡ tới ngày cưới á là chết em luôn á. Không sao đâu em, cố gắng uống thuốc là hết à nha, đừng có sợ gì hết á. À, tía. Tía. Ủa, hôm nay con bị gì vậy Mộng? Dạ, tao có ở đâu tía? Không bị gì sao vô nhà bịt khẩu trang? Mở ra, mở ra cho tí coi coi. Mở ra, mở ra. Dạ. Ý, trời ơi, che lại, che lại. Trời ơi, ghê quá. Con bị dị ứng hả? Dạ. Trời ơi, bị dị ứng là con phải cẩn thận chứ. Con kỹ dữ lắm rồi đó tía. Kỹ mà như vậy đó hả? Con nhớ con có ăn cái gì bậy bạ không? Dạ không, con đâu có nhớ đâu. Trời ơi, em ăn gì mà em cũng không nhớ luôn. Con có ăn đậu nành không? Không, không có ăn gì hết á. Hay là em uống sữa đậu nành? Ừ, sữa đâu uống. Đó, nói chuyện nhẹ lại thôi. Không. Dạ có. Con nhớ rồi, con nhớ rồi. Hồi sáng này á là con có qua cô Hồng. Cái cô Hồng cho con thử cái sữa đẹp da. Trời ơi. Hỏi hả? Chào em. Ừ, dạ, con đi ra ngoài nghe điện thoại. Vậy? Con đang ở nhà nè. Có sữa đẹp da rồi nè, rảnh qua lấy đi nha. Ủa mà cô ơi, con hỏi thiệt nha, cái sữa mà bữa cô cho con uống á làm bằng gì vậy? Sữa đó hả, làm bằng mầm đậu nành. Trời ơi, đậu nành tốt cho phụ nữ lắm đó. Mầm đậu nành hả? Chết trời, con hại con rồi. Con bị dị ứng đậu nành. Cái gì vậy? Tao có biết. Trời ơi, làm mại hả? Con uống vô bây giờ cái mỏ con nó sưng trù dâu. Thôi chết rồi. Vậy rồi giờ hộp sữa này tính sao? Thôi cô uống giùm con ơi, con không uống đâu. Hả? Chơi cho bấm hàng. Con nó tìm mấy mẫu áo dài mà tìm không có nào dự ý để ngày cưới mình hết trơn á. Áo này á, mặc thấy mập lắm nè. Cái này á thì nhìn trẻ lắm. Mình đã lớn tuổi rồi mặc vô thấy con nít. Tưởng đơn giản ai về khó ghê á ta. Em, anh đã nghĩ ra ý tưởng cho anh bơm cưới của mình rồi. Thiệt hả? Ừ. Anh nghĩ là mình làm anh bơm cưới ngoại cảnh á. Lúc đó mình sẽ mặc những bộ đồ ngày xưa lúc mình còn trẻ. Anh thích cái thời đó lắm. À, thôi, em thích áo dài á. Em có thích mặc thêm sơ rê không? Anh mua thêm sơ rê cho em. Thôi, thứ nhất là mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng có da có thịt á, cho nên mình mặc áo dài thì thấy nó cao thon gọn hơn. Ông bà mình nói á, lùn bà ụp ụp người theo. Thôi, em theo người thôi. Nhưng mà nói nghe nè, anh tính chụp hình ở đâu? Mình sẽ thuê thợ chụp hình về đây, chụp tại quê mình. Quê mình có nhiều cảnh đẹp nên thơ lắm á. Đúng rồi, như vậy mình cảm thấy mình gắn bó với lại làng quê của mình nhiều hơn hả? Vậy chụp ở đâu vậy? Chụp ở đâu hả?
anh đã nghĩ ra một nơi rồi. Bảo đảm chỗ này á là em rất thích đó. Thiệt hả? Thiệt. Nè, em coi thử đi, em thích kiểu nào em chọn đi. Thôi, mấy cái kiểu này á, mấy đứa bạn em nó mần hoài à. Em thích kiểu nào độc độc lạ lạ. Vậy thôi em cứ chọn đi. Anh sao cũng được. Cái này đi, cái này lạ nè. Lạ không? Trời ơi, hình này người ta chụp ở nước ngoài mà, sao mình chụp được? Thì mình chụp đại ở đâu đó xong cái mình ghép cảnh vô. Em nghĩ như vậy á còn đỡ tốn tiền hơn là anh đi ra ngoài anh chụp ngoại cảnh nữa đó. Ví dụ anh đi ra biển anh chụp ngoài biển đi, anh tốn rất là nhiều tiền đó. Chụp bây giờ mình chụp ở đâu cũng được hết trơn á, mình chụp ở vách tường xong cái mình ghép cảnh vô. Thôi chụp hình kiểu đó nhìn giả lắm. Thôi để anh suy nghĩ kiểu hình nào mà độc độc lạ lạ chút. Em cứ coi đi. Mai. Coi. Một kiểu album độc lạ. Nhưng mà em phải chờ anh chuẩn bị cái đã. Không lẽ muốn mình làm Thúy Kiều? Thiên Địa ơi, đang mơ giấc mơ đẹp, nhìn cái mặt mày cái muốn xỉu luôn vậy. Trời đất ơi, buôn bán lo buôn bán ở đó mơ giấc mộng. Mà mày mơ gì thấy mày tủm tỉm vậy? Thì... chuyện riêng mà. Sao kể nghe coi. Sao kể nghe coi. Là bí mật. Mặt mày á, nghe cái tôm tớp tớp à, nhiều chuyện làm mất hứng. Rồi không chạy xe ghé tao có gì không? Sẵn ghé hỏi coi mày với em Mộng á tính chụp hình cưới đâu rồi. Nãy thằng đi ngang tao thấy chú Vũ ổng đang cái treo cái xích đu ở ngoài cái cây chỗ cánh đồng mình hay chơi đó. Cái gì? Phải cái cây mà tụi mình hay khắc tên lên đó đúng không? Đúng rồi, tao thấy chú Vũ trang trí đồ đẹp lắm nha, chụp chắc lãng mạn lắm á. Không có được, cái cây đó là tao với Mộng xí rồi. Thì giờ chú Vũ treo rồi, mày với Mộng ra chụp ké khỏi mắt không treo. Bậy à, tao là danh nhân, tao phải chụp độc lạ, không có đụng hàng với ai hết trơn á. Chứ giờ lỡ treo rồi sao vậy? Treo rồi hả? Ừ. Ê, đi đâu hả? Ngồi xuống. Dạ. Mày coi dựa giùm tao đi. Ê, tao không có biết mấy con tôm đâu. Tự nhiên nhiều chuyện mất nửa ngày sửa xe. Xưa thiệt là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể chuyện đêm mưa. Đây, cà phê của anh nè. Có ông... Gì vậy? Cô Hồng. Hả? Sao nay cô Hồng đẹp quá vậy? Thiệt vậy hả? Đẹp hơn một khi luôn đó. Diễm Hồng ơi, hồi nhỏ cái thời thơ ấu á, em có thường đọc cái chuyện là cô bé lộ lem không? Có. Rồi cô Hồng có nghe cái người ta kể câu chuyện là cô bé hoàng khăn đỏ không? Có luôn. Hôm nay anh Ba Đời sẽ kể cho cô Diễm Hồng nghe một câu chuyện cô bé hột đậu đỏ. Xưa thiệt là xưa, có một cô bé mũm mĩm chuyên ăn chè đậu đỏ.
Tại ăn chè đậu đỏ rồi mới mũm mĩm á. Đúng rồi. Ừ? Ngày nào cũng ăn chè đậu đỏ, ăn xong chè đậu đỏ, rửa tô đậu đỏ vẫn còn hột đậu đỏ nằm trên má. Từ đó về sau trên đời có một cô gái tên là chè đậu đỏ. Thiệt luôn? Ờ, em muốn gặp cô bé đó không? Muốn. Lấy cái kiến coi đi, thấy liền à. Mưa ăn chè đậu đỏ phô. Hả? Chú Vũ. Hả? Dừng lại. Được rồi, được rồi. Ủa, chưa xong mà dừng cái gì? Chưa được mà. Chú dừng lại đi. Cái cây này con xí rồi, để chụp ảnh cưới đây nè. Hả? Con xí để chụp ảnh cưới của hai đứa hả? Dạ. Mà xí hồi nào? Ai làm chứng? Đây nè. Có khắc 3 lít mộng nè. Nè, con cũng nhìn kỹ đi. Trên cây này quá trời tên người khác tắt lên đây luôn nè, chứ không phải mình con đâu. Thôi, cái cây này coi như ai tới trước là của người đó. Chú Vũ, con lỡ hứa với Mộng chụp ở đây rồi, mà bây giờ nếu không chụp được á, Mộng giận con chết luôn. Chú lớn, chú nhường cho con đi ha. Không có được. Con biết không, chú cũng đã lỡ hứa với cô Diễm Hồng rồi. Con có biết cô Diễm Hồng chờ chú tới mấy chục năm lận không? Cho nên chú muốn dành món quà bất ngờ này cho cổ. Với lại con có nghe cái câu kính lão đắc. Thôi khỏi. Chú với cô muốn chụp mấy chục năm cũng được nữa. Chứ không, cây này người ta xí trước rồi cái lại dành chụp với người ta. Người lớn kỳ cục thiệt á. Đẹp không anh? Đẹp. Xong rồi. Ê, khoan. Anh cho em mượn cái kiến anh coi chút nha. Không được. Làm gì? Bịt mắt lại, tạo bất ngờ. Anh chưa cho em biết bất ngờ là gì mà. Vậy mới bất ngờ. Ngồi yên. Bây giờ em vô trong ha. Có con bé phục trang chờ sẵn trong đó đó. Em cứ thay đồ nha. Nhớ đừng có gỡ ra đó. Trời ơi, bữa nay có phục trang nữa. Chuyên nghiệp dữ. Rồi, đứng lên. Vô trong. Làm cái gì mà bí mật gì không biết nữa. Thôi, em không chụp đâu. Mặt mũi đang nổi mụn tùm lum vậy sao chụp đẹp được. Thôi nha. Hết liền à? Bỏ ra được chưa, chắc em té quá. Chưa, cứ từ từ. Anh đảm bảo với em hả, những tấm hình này là độc nhất vô nhị trong cái xóm xẻo lá này luôn. Rồi, đứng đây. Bây giờ nha, em đứng yên đây. Chờ anh chút xíu nha. Đứng im chưa, đừng nhúc nhích. Nè, ngon nghe nè. Bây giờ anh cứ làm như là mình đã thỏa thuận hay chưa. Chụp những tấm hình đẹp, độc, lạ, style nhất. Ok, đẹp, okay, độc lạ. Rồi, chuẩn bị nha. 2, 3. Thế nên anh thèm. Hả? Anh ba dài. Anh nè, dễ thương mà. 2. Sao anh mặc kỳ vậy? Đồ kỳ gì đâu, đồ dễ thương mà. Lạ. Đó. Đẹp mà. Sao mặc đồ kỳ vậy? Anh thấy đẹp mà. Chụp đi tạo. Bà già. Tạo hình cái đã. Ê. Bà già. Ê. Ê ơi, sao quên anh nãy à. Ê, xí. Đừng. Chụp. Chụp. Xí. Đau anh. Ây da. Đau anh. Sao anh chụp cho em bộ hình đẹp mà anh cho em mắc kỳ vậy hả? Nó không đẹp nhưng mà nó độc như lạ. Trời ơi, nhìn kỳ cục lắm, dị hợp lắm chứ. Em tin anh đi, đây sẽ là những tấm hình
độc lạ nhất cái xóm sẹo lá này luôn á. Tin gì mà. Ghét anh quá à. Chị yên tâm đi, sau này á mà mình lật lại mấy tấm hình này ha, hạnh phúc lắm luôn á. Đó, anh thật chụp hình nói vậy đó. Thiệt mà, dễ thương lắm á. Với lại chị cũng đẹp sẵn rồi, bây giờ mà chị có hóa trang cỡ nào đi nữa thì chị vẫn là người đẹp nhất. Thiệt mà. Bây giờ á, mình chụp những tấm hình này á là những tấm hình để làm album. Còn những tấm hình mà đẹp để mình trưng trước cái lễ thành hôn á là mình chụp tấm hình nghiêm túc, đẹp. Đi mà, coi danh ăn nỉ đó, coi thử đi. Nếu mà đẹp á, chụp thêm nha. Vậy ha. Là chị coi này, dễ thương nè. Đó, thấy chưa? Đọc lại chưa? À, sao em có đau nữa kìa? Bà Giang! Ủa? Cô Hồng, em tính qua uống cà phê cô đâu ạ? À? Tính ra chờ một chút. Ê, Tèo. Cái mặt của tao này mày coi này cục mụn hết rồi nè. Ủa, mụn xẹp luôn rồi hả? Ừ, là có ha. Kem của con hiệu quả ghê luôn. Công nhận hay thiệt luôn á. Với lại kỳ này kịp chụp hình cưới rồi. Ừ, chứ không sao, kem của em gạo cho con á. Cảm ơn mày nghe, nhờ có mày ghê luôn á. Thôi, cô cháu mình ơn nghĩa không biết được. Thôi cảm ơn đi mà. Thôi, cô đừng khách sáo. 11 đám cưới khỏi là thiệp con được rồi. Mơ đi, chuyện nào ra chuyện đó. Không bán hả? Cô dâu chú rể được sang vô đi. Chụp hình nè. 1, 2, 3. Lá, mình nhìn về tương lai nha. Ôm vô, cười nè. 1, 2, 3. Rồi về hiện tại đi. Hiện tại thì mình thấy thật là hạnh phúc. À, vậy đi, nhìn nhau. Trời, xong ơi. Rồi thôi vừa về đi chứ. Thắng quá rồi. Em có dự định về tương lai của hai đứa mình gì chưa? Dự định lâu rồi. Nhưng mà thôi để từ từ nói. Nhớ đẻ cho một đứa con. Hả? Vụ này khó rồi nha. Hả? Giờ anh đẹp quá à. Ủa? Bộ xưa giờ em không đẹp hả? À không, ý là em làm cô dâu đẹp như thiên thần vậy á. Anh với em á đúng là trời sinh một cặp. Chứ sao nữa? Phải đồng nghiệp của anh không? À. Ủa thằng Hai Tiếng Heo mà sao hôm nay nó chụp hình ta? Cái thằng gì mà tao quay phim nó cũng quay phim, tao chụp hình nó cũng chụp hình nữa mày. Từ ở bên cái xích đu qua tới bên đây luôn. Thôi đi chụp chỗ khác mà lết đi. Thiệt tình, không hẹn mà gặp không à. Giờ sao em? Anh, hay là giờ mình đi qua bên nhà bác Hai đi. Nhà bác Hai á cảnh đẹp, với lại có nhà gỗ nữa, sẵn mình thay áo dài luôn. Ừ, được á. Ý, không được. Sao nữa? Trời nắng rồi, sáng giờ em đi cũng mệt. Không ấy anh chở em về nhà, nghỉ ngơi đi. Rồi anh qua anh hỏi bác Hai một tiếng, rồi mình nó qua chụp ha. Dạ. Anh Bách cũng về nghỉ luôn đi. Rồi bữa nay tính sao ba lít? Thì chừng nào em chụp em alo anh. Thì cũng tính nửa buổi cho người ta chứ mày. Tính cho ông nguyên buổi luôn. Ông ở đây đi nào anh điện người tôi chụp. Trời ơi là trời. Cảm ơn anh nha. Tại nói sớm mình sắp có đám cưới rồi, nói rần rần xôn xao không ha. Cô Hồng á, cổ nói cổ chụp hình ở xích đu được hết rồi. Cổ muốn là cổ mượn cái giường ở nhà mình cổ chụp hình không? Thì cho cổ mượn đi. Kêu mấy đứa nhỏ dọn dẹp sạch sẽ cho cổ mượn cổ chụp hình. Kệ, từng tuổi đó được cái đám cưới nôn lắm. Ủa? Ủa ba Lít? Dạ. Đâu đây? Con thưa hai bác Hai. Ủa mà sao mày gom gọn dữ con? Dạ. Có chuyện gì không? Dạ dạ có chuyện. Chuyện gì? Dạ con tính qua đây con mượn nhà hai bác để con chụp cái album ảnh cưới. Ủa sao ai cũng mượn nhà mình chụp hình đám cưới hết vậy bà? Ai nói gì bác Hai? Cô Hồng với chú Vũ cũng mới mượn đây. Ê, ông tôi quên ngang. Hồi sớm mơ ba Giai nó cũng hỏi mượn đó.
Ủa còn mai chừng nào chụp? Dạ ngày mai. Trời đất ơi, vậy đụng ngày mai đụng tùm lum rồi. Sao kỳ vậy trời? Ừ. Giờ tính sao? Ê, hay là chụp chung đi con. Chụp chung cũng vui lắm á. Dạ thôi, con chỉ muốn độc quyền thôi. Trời đất ơi, nhà tao mày mượn mà mày muốn độc quyền mình mày sao được? Muốn độc quyền phải không? Ra ngoài đồng, trống lỏng á, ra ngoài độc quyền chụp. Dạ, ngoài ruộng với xích đu hay là vườn là chú Vũ với ba gia chụp hết luôn bác ơi. Vậy thôi tao cho mượn cái xuồng rồi bơi ra giữa sông chụp. Vậy bác hai nói gì thôi, con chịu. Ừ, vậy chụp chung phải không? Dạ. Rồi, máy lại chụp. Dạ. Cảm ơn hai bác, con về con chuẩn bị nha. Giống mình nhớ là ngày xưa ha. Ừ. Có cặp già đó cũng làm cũng quyết liệt quá ha. Làm như sung lắm vậy đó à. Tôi với bà ra chụp hình luôn đi. Ông lớn tuổi rồi. Lớn chụp hình cũng được vậy. Bà mặc áo cưới vô một cái cũng trẻ măng. Bà Hồng nó sao đó kìa. Thấy không? Để chụp kìa. Đó. Trời ơi trời trời. Làm duyên nữa kìa. Nhìn hai người cũng xứng đôi quá ông ha. Ờ. Phật ơi, chú hai thêm hai. Gì vậy Tèo? Tao đám cưới tao chụp hình ầm ầm vui thấy mồ mặt mày mày làm gì bí sĩ vậy? Thấy ham quá. Ước gì con được làm chú rể chụp hình vậy trời. Phải chi con gạo nó không cho mày leo cây giờ này làm đám cưới với người ta rồi, vui biết chừng nào. À. Đang buồn chọc nữa. Leo cây tôi nói leo cây chứ chọc cái gì? Kệ. Con leo cây con chờ em gạo. Trời năm sau ông gạo về, cặp của con làm đám cưới chung với cặp của chị Chậm. Cũng có đám cưới tập thể chứ bộ. Thôi chờ đấy con, có tiền nào duyên nó tới cản không nổi đâu. Đây hả? Ok. Em trai. Ôi. Ra ngoài kìa. Coi hình đi, dính em không luôn á, đồng nghiệp em ngoài á, sẵn uống nước luôn nghe cưng. Ê, bạn làm gì vậy? Làm gì? Không tin luôn á. Chụp hình cưới của tụi tôi á nè, hai chồng tôi luôn á, mà dính toàn hai người không à, ngộ vậy. Ủa sao bạn không tự trả lời là tại sao bạn lại dính hình của tụi tôi? Sao bạn không đi chỗ khác chụp đi? Kỳ cục à. Giờ sao? Ôi mắc cười quá, cái vườn cái khu này á là tôi đã hỏi bác hai tôi xí trước rồi. Đó, sao bạn không đi chỗ khác chụp? Chỗ khác chỗ nào? Xuống sông kìa. Thôi nè nè nè, ở đây cô chú là người lớn tuổi nhất. Lẽ ra mấy đứa phải nhường cho người lớn tuổi chứ. Bây giờ mấy đứa đi qua chỗ khác chụp đi ha, để cô chú chụp ở đây nha, mấy đứa đi đi ha, ha. Trời ơi, cô chú cũng ra coi luôn đi, hình của con cũng dính cô chú hết trơn luôn á. Trời trời công nhận ha, làm đám chung ngày, rồi giờ chụp chung giờ, chung chỗ luôn sao, không biết ngộ thiệt. Đó người ta gọi là duyên. Duyên gì mà duyên? Thôi 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 mấy đứa, bây giờ về đi, ở đây á, cô chú là người lớn tuổi, nhường cho cô chú. À đúng rồi, chú Vũ nói đúng á, mình kính là đất thọ. Giờ cho chồng cô chú đi chỗ khác chụp đi, để tụi con chụp xong cái cô chú qua chụp nha. Ê, con nó có duyên quá ha, con dạ. Đi luôn đi. À. Cái gì kỳ vậy? Tụi con sao vậy? Ai chịu đi? Trời đất ơi, chụp hình mà gây lộn kìa. Chỗ này mấy đứa nhỏ nhường người lớn chụp đi nè. Trời đất ơi, cái gì mà ôm sùm trời đất hồi này vậy tụi bay? Dạ, tại ba lít này nè, chỗ đang chụp hình nó tới nó dành làm như mình chỗ nhà nó vậy. Nhà bác hai tao xí rồi nghe mày. Tính đang quay. Thôi. Bây giờ người nào nói có người đi. Là về nè anh hai. Anh coi anh xử giùm em đi. Ba cặp chụp chung có một chỗ à. Bây giờ á, hình cặp này nó dính qua cặp kia nó dính qua cặp nọ, bây giờ dính tùm lum hết trơn. Tụi nó không chịu, nó đòi á một mình nó chụp một mình đó thôi. Anh hai coi thấy được không? Xí. Hả? Không mấy, mình đã chịu làm đám cưới tập thể rồi. Giờ mình chụp hình cưới tập thể đi cho nó vui. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Ý kiến Tèo nói hay đó. Bây giờ mình chụp hình tập thể đi cho nó vui. Ừ. Chụp chung vui lắm á. Vui lắm á. Ừ. Vui à. Lạ nữa. Ủa rồi cuối cùng thợ chụp hình đâu hết rồi?
nghỉ mệt rồi. Thảo, vô chụp tấm chụp thể giùm cô vui nè. Vô. Không mày. Không, đang buồn cười nữa. Bác hai, sẵn vô làm tấm kỷ niệm với ba cặp đẹp bác hai. Tào lao quá. Tao mày tào lao được chứ. Gạo ơi, Gạo. Về đám cưới với anh rồi Gạo. Tôi làm gì đám cưới hả? Mọi người á, bạn với nhau hết rồi. Thấy ở Xẻo Lá này, chỉ có em á mới xứng đáng làm MC. Bởi vì em có kinh nghiệm sân khấu, ăn nói lưu loát. Trời ơi, từ nào tới bây giờ á, tôi chỉ đứng trước máy quay, tôi diễn xuất thôi. Chứ có làm MC trên sân khấu bao giờ đâu mà biết. Được mà, thử đi. Cũng được. Đúng rồi, con á, ở Xẻo Lá này á, là một người thanh niên đẹp trai, sáng sân khấu, coi như là rất là hoàn hảo. Còn ráng đi con, cố gắng lên. Đi mà. Anh á, lỡ nói với mọi người là đám bữa hôm đó có nghệ sĩ vô địch làm MC, mà giờ em không tới, em không chịu làm, anh biết ăn nói sao với người ta. Thôi, đừng ép nó nữa. Chắc là nó cũng có cái nỗi khổ riêng. Vậy thôi thì giờ vậy. Kể từ giờ phút của ngày hôm nay đổ về đi, tụi mình đừng có nhìn mặt nhau nữa. Ê! Không để đâu. Con nhỏ đó bán cái đầm này cho tôi á. Nó khen tôi mặc cái đầm này á, vừa đẹp mà lại vừa sang nữa. Nó mà không khen bà sao nó bán được. Nói gì mà cũng tin. Đúng là phụ nữ dễ bị dụ thiệt. Thì bởi vậy tôi mới bị ông dụ nè. Đồ mà hôm Tết đó là sao không bận đi đi mua nữa? Đồ hôm Tết á là để bận Tết. Còn đi đám cưới thì phải mua đồ mới chứ. Là đồ từ đâu? Trong tủ đó. Đó là đồ mới kìa. Thì đồ trong tủ cũng mới tinh đó, chứ có cũ đâu. Cái đó là trong tủ đồ mới đó là đồ bận Tết. Còn bây giờ là đồ đám cưới nè. Nó khác nhau chứ. Khác á là chỉ có tôi khác thôi. Ba rau muống vườn giờ thấy non ngon quá bà. Ờ, ngon ha. Tôi tính xào tỏi được không? Làm gì cũng được, chưa tôi ít ăn sống nè. Thích ăn sống hả? Ừ. Sống cá kho ăn cũng được. Trời đất ơi. Sao mà ho dữ vậy con? Con á, bị cái... Thôi, đừng có nói nữa. Ho đó, đừng có cố nói. Nói chừng nào nó ho dữ chừng nấy nữa. Trời ơi, ho kiểu này còn có hai bữa nữa làm MC đám cưới, vậy sao làm con? Mua thuốc uống vô đi. Có chuyện gì mà thấy em không vui vậy? Chắc em không đi ăn đám cưới đâu anh. Sao vậy? Thì anh nhìn em nè, thù lù vậy nè, xấu xí nữa, đi đâu mà đi. Khờ quá à. Trong mắt anh á, em lúc nào cũng đẹp chứ. Với lại em không đi người ta buồn lắm á. Tại vì tiệc tùng phải không? Người ta mong á có bạn bè đến đầy đủ. Vậy hả? Ừ. Vậy thì em sẽ đi. Ho. Ho. Bây giờ bị ho. Phải ho chứ làm sao. Thôi. Kiểu này không ổn rồi. Làm MC là phải nói chuyện nhiều. Mà không ho kiểu vậy rồi sao làm được. Hay là kiếm người khác. Trời ơi, bây giờ gấp quá sao kịp. Ngày mốt cưới rồi hả? Cô Hồng có cách rồi. Cách gì? Cách gì? Trị ho. Tâm Thành, cô
còn á, con uống liền hết cái chén thuốc rồi đi. Thuốc trị ho dân gian, thuốc dồi đó hay lắm. Giỏi hay lắm. Uống đi con. Khỏi thổi, nguội rồi. Uống liền đi. Thuốc về. Sao đỡ chưa? Tạnh quá. Ui. Đây. Kẹo Mỹ. Đáng giả Phật con, uống mau hết. Ui. Cái thuốc ho này mới tốt nè. Ngậm kẹo trước. Con ráng đi cưng. Đó. Cái này siro. Đó. Vô nè. Đó. Rồi nha. Mày điên hả? Kẹo ngậm mắt tao uống nước. Con sao đâu? À, hên quá con ngậm. Nè, uống siro vô. Rồi tốt lắm á, trị ho trị rác cổ nè. Đỡ chưa? Đỡ không sao? Sao thấy đỡ không? Hết cách rồi đó. Đuối quá. Thuốc Tây, thuốc Tàu uống cũng không hết. Kiểu này coi như xong luôn rồi. Anh Tài. Hả? À, ông ấy bây giờ ông thử nói thử nghe được không? Nói chậm thôi cũng được nữa. Nói gì giờ? Trời ơi, bó tay thiệt rồi. Xong rồi. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Chích. Đúng rồi. Thôi, ông có chích đâu. Đúng rồi. Quên nữa. Chích nó mau hết bệnh lắm. Đúng rồi đó. Con sợ kim lắm. Ông phải chích. Đúng rồi đó em trai. Cố gắng lên đi. Vì hạnh phúc của 6 người. Cố lên giúp phe em. Không. Mình vì mọi người đi cưng. Không. Ráng đi mà. Ráng đi. Không có chích. Đi. Ba Dây. Dạ. Ba Linh. Không. Dạ. Chuyến đi bệnh viện. Không. Đi. Sợ kim lắm. Trưởng Chi. Chúng ta. Ráng lên. 1, 2, 3. Vô. Mọi người uống sinh tố mà tôi tưởng nó uống bia không luôn á. Quan trọng là cái không khí thôi. Mà công nhận hôm nay cô Hồng á tổ chức tiệc độc thân hoành tráng thiệt. Chí xạo. Cô Hồng phân sinh á, cô Hồng thấy mỗi lần người ta sắp lấy chồng á, nhất là lấy chồng lần đầu á, người ta làm chuyện chia tay chia chân vui lắm á. Nhưng mà con thấy còn thiếu á. Thiếu gì? Tự nhiên cô Hồng cho uống mà không cho ăn. Đúng, chính xác. Hồi nãy giờ tôi ngồi ở đây ha, mà cái tâm trí tôi là toàn nghĩ tới thịt nướng nè, tôm nướng nè, rồi cái gì nướng nữa này nè. Hả? Cô Hồng đang giảm cân. Đúng rồi. Biết sao không? Ăn nhiều quá, rồi lỡ mai mặc đồ cưới bùng nút một cái chết luôn á. Cái con bụng xứ à, sao lấy chồng mà còn vui duyên à. Nấu sữa chua mà. Nhưng mà nghĩ cũng sợ thiệt á. Thôi em, mình uống vậy được rồi chứ bắt cô Hồng bài đồ ăn ra lát dọn mệt lắm. Vô. Trời ơi, ăn nhậu chay mà mấy người làm giống như đúng rồi. Trời quá. Kệ đi, nhậu vậy nè, nhậu hoài không biết xỉn luôn. Trời ơi, nhưng mà dễ bị tiểu đường lắm nghe. Thôi mẹ ơi, mà tao thấy mình ăn nhậu để chia tay tiệc độc thân này mà không có rượu buồn buồn, không vui. Hồng ơi, uống nước ngọt được rồi, nhậu bia rượu vô thì xỉn rồi sinh ra chuyện này nọ rồi sao? Đúng rồi đó. Trong người mà có rượu nghe, ra đường chạy xe là bị công an phạt đó. Thôi kệ, ăn nhậu lành mạnh đi. Đúng rồi. Vậy cho chắc. Ê, nó nè, tôi thấy mấy bà vui quá à. Tôi ước gì á, tôi cưới thêm được một lần nữa chắc tôi vui giống y vậy luôn á mấy bà. Bậy. Nhỏ này đang có bầu có chồng nó nói bậy bạ không? Bậy à. Nhổ nó miếng nó lại. Ở đây á chỉ có bé chậm là. Bây giờ mấy đứa nhỏ làm đám cưới á nó nhiều cái trò vui hơn mình hồi xưa. Thấy không? Làm gì? Gì? Nhớ ngày xưa đám cưới mình á, tụi mất cỡ muốn chết luôn á. Chứ không phải như tụi nhỏ bây giờ, tại nói này sao thấy nó rần rần. Bà mất cỡ chứ tôi nôn muốn chết luôn. Gần tới đám cưới có ngủ nghề được đâu, nôn cho nó tới. Cưới bà về thì có làm sao. Hãy chi bây giờ cho cưới lại lần nữa, tôi cũng nôn y vậy.
Cưới ai? Cưới bà chứ cưới ai. Tôi nói bây giờ mà cho tôi với bà cưới lần nữa đi, tôi cũng nôn y vậy đó. Chứ cưới ai nữa giờ, mình bà tôi chết lên chết xuống rồi. Cưới thêm bà nữa tôi đi luôn. Ông nói quá. Quá gì? Bà xài hao gần chết luôn. Nghĩ chứ, có gì nói hoài. Anh đâu thấy mệt đâu. Chứ em làm thấy mệt lắm rồi đó. Trời ơi, em bị sốt hả? Hay sao vậy? Không phải, em phải bị sốt. Nhưng mà ý là em thấy anh đeo vàng nhiều quá, sợ mệt đó biết không? Sao anh không lột cất như em đi, đeo làm gì cho cực chứ? Đeo cho anh ta biết mình là danh nhân. Ồ oh. Sao rồi? Vụ âm thanh ánh sáng sao? Yên tâm, mướn 6 cặp loa trọng rồi. Rồi, để tao vô tao làm cho. Ôi, nó làm gì vậy? DJ bốc lửa mà tao nói đó. Có không có đâu, sợ lá nó có đó. Trời ơi, đừng khi dễ anh Tèo mày. Michael Tèo, trà đĩa là xuống dắt. Để trà cho con nghe. Ê, trà này đặt vô chổng trà. Rồi, vô, cái này cô dân chú kỹ vô liền nha. Ừ, mình trà vô chưa hết chừng trái đĩa nữa chưa. Trời ơi, y như con tắc kè bông vậy trời. Go. Dạ, chúc mừng. Cầm đôi hạnh phúc. Chúc dạ. Mừng. Con cảm ơn chú dạ, Bảy. Dạ. Cảm ơn. Dạ, vô chổng quẹt cái dạ, chú Bảy. Dạ. Chú Bảy đây là mối làm ăn của tôi, danh nhân thị xã đó. Chà, hèn gì chú đáo ta. Danh nhân có khác à. Thời đại 4.0 mà ông. Tới rồi kìa. Rồi, thôi đi. Trời đất ơi, nó tới hết trơn cái chỗ rồi. Trời ơi, lẹ lên. Trời ơi, ông từ từ đi chứ, ông hối quá à. Từ từ cái gì? Tao mời bà bao nhiêu giờ mà giờ bà lo trang điểm tới giờ mới đi. Thôi trễ rồi, cứ đứng gặp rằm quả đi nè đi. Thì cần luôn mà. Dạ cảm ơn chế nè, vô chổng quẹt giùm em. Chúc mừng hai dạ, em dạ. Ủa dạ. Bác Bảy đâu? À, dạ lát má dẫn sóc nhỏ qua sau. Dạ chúc mừng hai đứa. Rồi, dạ chúc mừng cô chú. Trời ơi bà đẹp quá trời luôn. Hai. Em chào anh chị hai. Chào anh chị. Dạ em chào bác hai. Chào bác hai. Chúc mừng ba cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc nha. Dạ. Bác hai. Ơi. Dạ, cảm ơn. Phúc nha. Dạ con cảm ơn. Dạ. Nha, cặp này xứng đôi vừa lứa dữ nha. Em cảm ơn anh chị hai nhiều lắm nha. Cảm ơn chị hai. MC của tôi, nghệ sĩ vô địch của anh. Chúc mừng ba cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay nha. Chờ bạn nãy giờ không đó. Nè, bữa nay đó, ngoài cô dâu chú rể ra, con á là MC rất là quan trọng lắm đó nghe.
cô chú và các bạn cứ yên tâm đi, con chuẩn bị sẵn sàng chu đáo hết rồi. Ừ, tốt quá rồi. Nè, thấy chiêu tôi hay không? Hay cái gì? Chích bữa hổm tới bữa nay còn thốn á. Giờ có ghệ rồi, ai mà còn sợ chích nữa. Mạnh mẽ lên. Rồi thôi, chúc mừng hạnh phúc nha. Rồi rồi rồi, vô đi cưng. Vô trong chuẩn bị đi. Ơi, vinh hạnh quá trời. Ôi ơi, ruột bảy. Trời ơi, anh ơi. Wow. Ồ, xin chào ông bạn. Coi ra là hôm nay là nguyên cái xẻo lá mình đi ăn đám cưới rồi nha. Mời vô, mời vô trong, mời vô trong. Rồi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nhưng nhớ, nhớ bỏ đúng thùng nữa nha. Trời ơi, chú Tư của con. Ôi, ba đứa này đẹp. Ôi, xin lỗi, có ba hai đứa này đẹp thôi, còn nếu ta anh chị cũng đẹp. Vô vô, mà chú mời nghe. Dạ, dạ, cảm ơn chú Tư. Thiên Tư, ba tiếng nghiệm, dạ. Đi cẩn thận. Dạ, mời nghe không? Mà vô trong. Chị tính dễ vậy. Trời ơi, mời được rồi, vô trước nghe. Dạ ơi, dạ ơi. Chúc mừng cô chú nghe. Dành chút thời gian đến đây dự buổi lễ phải không? Dạ. Con sao vậy? Sao vậy? Con đau bụng quá. Đau sao? Trời ơi, con đau bụng. Đau sao? Em coi lại, em đau bụng gì? Em đau bụng đẻ. Nó đau bụng đẻ không ơi? Sao đau tí? Đưa đi đẻ cho sao? 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 Con nó đám cưới sao nữa? Để bây giờ ai cưới, ai đẻ đẻ? Ông đi xe đi, ông đi xe chứ.